Hôm nay ba phải chính thức kèm cặp cái việc học hành của con. Có học hành càng ngày càng sa sút. Ba đi họp cho con mà riết ba mặc cảm với lại phụ huynh học sinh người ta. Dạy! Ba mà dạy kèm mày học là mày còn ngủ. Mày vô lớp mày ngủ tới chừng nào nữa? Hả? Ba ơi, này chán quá. Chán cái gì? Văn mày học thì yếu, sử mày cũng thi lại, cái gì mày cũng thi lại hết. Tao nản mày luôn á, tao nói thiệt. Thôi giờ ba dạy đi con nghe nè. Bây giờ nè, ba dạy mày 4 câu. Sau này với 4 câu này mày có thể áp dụng được tất cả cái tình huống trong cuộc sống của con sau này. Trời ơi, đã vậy. Tam tự kinh. Tam tự kinh là gì? Từ từ mày sẽ hiểu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương diễn. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyển. Hiểu không? Dạ không. Nhân chi sơ, tính bổn thiện có nghĩa là làm người sinh ra, từ lúc mình lọt lòng ra là cái con người mình bản tính nó là một người thiện, không có cái ác trong người, con hiểu chưa? Tính tương cận, tập tương diễn. Câu này nó hơi khó, nhưng mà tính ở đây là gì? Tính là sự tính toán. Tương thì có nghĩa giống như là tương hộp của mình vậy đó. Còn cận là cận thị, có nghĩa là khi con ra đời con không biết tính toán cái sự mà ăn mua tương hộp là con sẽ bị cận thị. Trời ơi, sách nho mà sao giải thích gì ghê vậy ba? Giải thích theo kiểu của ba. Ba hiểu sao ba chỉ con như vậy. Tập tương diễn. Tập có nghĩa là cuốn tập mình nè. Dạ. Tương cũng là tương hộp, diễn là diễn thị. Còn tương hộp mày ép vô tập là mày sẽ bị diễn thị. Quá dễ. Ồ, cái này thấy vui rồi nè, vui rồi nè. Con học hành đừng bao giờ lấy tương hộp mà ép vô tập của con. Sau này con sẽ bị diễn thị. Hiểu không? À, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Còn câu tiếp ba. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Là gì? Cẩu mày không biết à? Cẩu là cái gì? Chó. Bất. Không. Giáo. Cô giáo. Chính xác. Cẩu bất giáo có nghĩa là bà cô giáo mà bị mất con chó. À. Tính nải thiên. Tính là gì? Tính là tính toán. Nải là nải chuối. Thiên là trời. Bà mất con chó, bà đem nải chuối ra cúng ngay bàn ông thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chiên. Là gì? Giáo là bà cô giáo. À. Chi là bịch kim chi. Đạo là đạo chích. Có nghĩa là lộn. Đạo là đạo đức. À. Có nghĩa là bà cô giáo dạy đạo đức bị mất bịch kim chi. Quý dĩ chuyên. Quý có nghĩa là thằng quý. Dĩ là sở dĩ. Chuyên là chuyên môn. Có nghĩa là thằng quý chuyên môn ăn cắp bịch kim chi của bà cô dạy đạo đức. Trời ơi, thì cái từ nãy giờ ba hả nói ba dịch ba câu là con thấy tầm bậy sai bét hết rồi đó nha. Sai bét gì? Chứ gì nữa? Cái câu này là trong cuốn Tam Tự Kinh. Đó, bây giờ quan trọng là Tam Tự Kinh là cái gì nè? Trời ơi, quá dễ. Con học con không có động não gì hết. Tại sao ba lại ém ba cái chữ đó cuối cùng? Tại sao? Tam là mấy? Ba. Tự là tự giác. Tự nhiên. À, tự nhiên. Kinh là gì? Kinh nghiệm. Kinh hoàng. Kinh hoàng có nghĩa là ba mà đọc cái cuốn này ra là con sẽ tự động mà giật kinh hoàng. Ôi nể ba chưa? Nể quá, công nhận cái học thuật của ba nó uyên thâm quá ba ơi. Đâu phải đơn giản mày. Đâu phải đơn giản mà. Ở đây ba mua cuốn sách Tam Tự Kinh, ba đi siết nợ người ta, thấy nhà nó có cuốn này tụi chôm về luôn. Con không nhận nha, bây giờ con biết tại sao con học ngu á. Học ngu là do gen di truyền. Cái gì nữa? Ba giải thích cái kiểu này là con biết được lý do tại sao con ngu rồi, con xin ở lại lỗi. Lớp rồi. Xin lỗi mày, tao ngày xưa có đi học dở hơn mày, nhưng tao không có ở lại lớp nhiều bằng mày. Ngày xưa tao nghèo tao không cho mày đi học. Mày đi học chậm trễ hơn bạn mày là một cái thiệt thòi rồi. Nhưng tao không ngờ mày học, mày chịu khó mày chờ cái đám đàn em mày lên thiệt. Chứ bây giờ nó nói chị ơi chị lên trển chị chờ em lên học chung với đi, giờ sao mình lỡ hứa rồi mình phải giữ uy tín chứ ba. Mày bao nhiêu tuổi rồi? 17. Mày 18 rồi. Mày 18 tuổi. Mày đi hỏi hết cái đất nước này đi, có ai 18 tuổi học lớp 9 không? Hả? Ba này ba nói lớn quá là mắc cỡ không chết à. Suốt ngày không chịu học. Kêu đi đòi nợ cho tao cũng không chịu đòi nợ. Vô trong lớp quýnh bạn không? Ba nói không đòi nợ cho ba hồi nào. Hôm bữa con đi qua con đòi nợ bà bán hủ tiếu cho ba đó. Mày đừng có nhắc nha mày. Ba kêu mày qua mày đòi nợ, mày không đòi mày đập đồ hủ tiếu của bà. Trời ơi, giờ đòi hoài ba không trả, mày phải đập đồ bà để dằn mặt bà thôi chứ sao.
Không có tao qua tao cản mày, dám mày đốt cái quán ba luôn rồi. Hên á, tao văng mặt bả, tao chỉ xiết cái cây gậy của bả thôi. Con có lấy thêm nồi hủ tiếu bả nữa. Đi lấy về nấu tao mày ăn hả? Giờ đem về hầm canh có gì đâu. Tao lao không mà giờ nói mày á, vô vô trong lớp học hành cho đàng hoàng đi. Chứ bây giờ con hỏi ba nè, con làm gì con gái nữa không đi vô lớp con học mà mấy đứa bạn có xa lánh con, hỏi sao con không quýnh nó. Xa lánh cái gì? Xa lánh mày á là tại mày, cái thay mày bự quá. Tại mày, làm gì tại con? Chứ tại sao nó xa lánh mày? Nó nói con thúi quá. Thúi là đúng rồi. Làm gì đúng? Trời ơi, con gái con lứa mua xe cho đi học không chịu, dám nổ với tôi, nói là đi học có xe đưa rước. Tao tưởng ngon, bữa sáng tao mở cửa ra thấy mày đu xe rác tới trường. Mày kiếm xe khác mày không đu, mày đu xe rác. Thì bây giờ xe rác nó đi cái tuyến đường từ nhà mình tới trường luôn, thì giờ mình đu nó đi cho tiện, đỡ phải đi xe không? Mày chết làm sao mà vô lớp bạn bè không kêu mày hôi. Mà ba mắc cười quá, ba làm minh bạn quá vậy. Ủa con là con ba hay là mấy đứa tụi nó là con ba vậy hả? Nhưng mà bây giờ mày phải có lòng tự trọng chút xíu. Đã cái thai mày bự hơn người ta rồi, con gái nữa, hơn chút quýnh bạn, hơn chút quýnh thầy. Bữa nay ta bận bà ba rồi nè, không muốn nó hả? Nói người ta đàn ông rồi, người ta bận bà ba rồi nè. Nói mày cái mày nạt vô mặt à. Má, má thấy không? Má chửi con kìa, má thấy không? Tao kéo màn lên rồi, tao không muốn cho ba nhìn mặt mày đâu. Mỗi lần tao giải mày, tao phải làm như vậy. Lên đây, hỏi mày nè, tại sao hôm bữa mày lấy đá mày chọi thầy hiệu trưởng mày? Ba dặn con sao? Ba nói là đi học, thà mày ăn hiếp người ta, mày đừng có để người ta ăn hiếp mày, đúng không? Ừ, đó. Có ai mà làm cái gì mày á, mày cứ cầm đá mày chọi vô đầu nó đi, có gì để ba lo. Thì tao nói vậy đó. Thì đó, cái thằng nó đang hiếp con lấy đá con chọi nó, mà nó né được ba. Vô ngay bà hiệu trưởng luôn ba. Tại nó né, nó hay quá, võ công nó cao. Trời ơi, cũng may là bà hiệu trưởng không có bị gì hết. Ba nói, ba đứng mà khóc nước mắt là rưng rưng đúng không? Đâu diễn lại nước mắt rưng rưng rồi. Nước mắt rưng rưng. Dạ kính thưa quý thầy cô, con em tôi còn quá nhỏ, cô đuổi ra hội trường, cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Đó, trời ơi, nguyên hội đồng người ta nhìn ba người ta khóc nức nở luôn, vì chính vì vậy mà ta không đuổi học con. Xém rồi. Thì bây giờ con nói cho ba biết á, con nghe lời ba, con đâu có vô trọng, con quýnh lộn với ai nữa đâu. Mới hôm qua này con ngoan lắm mà con bị người ta quýnh luôn á. Cái gì? Con bị nhỏ nó quýnh luôn, con đâu quýnh lại đâu. Mày bị người ta đánh? Đúng rồi. Mày không đánh lại? Không. Nằm xuống mày. Ủa gì vậy? Ngu. Trời ơi, nằm xuống đây liền. Nằm xuống đây. Tại con sợ con quýnh, bị mời phụ huynh nữa mà ba. Cái chuyện là mày quýnh người ta, người ta chưa quýnh mày, mày quýnh người ta là mời phụ huynh đúng rồi. Còn người ta đã đụng tới mày rồi là mày phải cào nha người ta liền. Nằm xuống. Ôi đau. Nằm xuống. À sớm này không sợ thằng nào con nào hết. Bữa nay ba dặn con nha, không được để bạn đánh, biết chưa? Dạ. Đứa nào đụng tới con là con phải cào nha nó liền. Dạ. Ba ơi, con không có đánh nhỏ đó, nhưng mà con đánh nhỏ cháu nó. Đánh nhỏ cháu nó trả thù rồi. Mắc gì quýnh nhỏ cháu nó? Tại qua kiếm nó không được, quýnh nhỏ cháu nó bỏ ghét. Nhỏ cháu nó đâu hung dữ lắm, không có vừa đâu. Nó nhoi nó chửi không hả? Đập vô mặt nó liền cho tao. Con không đập liền, ba tưởng con hiền hả? Cứ mà đụng mà nó nhoi là mày quýnh vô mặt nó liền cho tao. Con sự hết. Nguyên lúc đó nguyên một lớp nó kéo tới. Trời ơi, con dọn nguyên lớp đó luôn. Con của hai hổ phải là như vậy. Chứ sao? Con hai hổ phải chơi sao để cho người ta biết tiếng. Ừ. Mày chơi mất tiếng mai mốt người ta mượn tiền ba thằng tao quịch. Mày hiểu không? Ba dân cho dài mà. Có số lắm. Trong xóm này, ba dặn trong xóm này. Dạ. Mày né nhà cha bảy búa ra cho tao thôi. Còn riêng mà sao ông bảy búa đụng tới mày, mày nói ba dở nhà lên. Ủa ba, sao ba không nói con này sớm? Làm sao? Con đụng ông bảy búa rồi. Hai hổ thiệt đụng rồi đụng lớn luôn á. Ủa bà, ba ơi trân trọng lên, ba ơi coi chừng, ba ơi trân trọng lên. Dạ. Mày nhìn tao mày biết tao là ai để gì đúng không? Dạ anh bảy búa. Dạ một tiếng đi, đứng đơ ra vậy. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi đến anh bảy là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cái gì vậy? Chú ơi, chú làm gì chú đánh ba con dữ vậy chú? Mày nghĩ là tao tới đây tao có chuyện muốn nói chuyện với nó?
mà nó nghĩ sao vô nó nói chuyện với tao mà giống như là nó làm MC vậy. Trân trọng đàng hoàng ơi, bỏ đi đừng làm MC ở đây nữa, không có bán vé được nha. Mũi dài lái chịu đòn. Xin lỗi bà. Lời nói thứ hai, cho em gửi đến cô chú, các anh chị cùng các bạn mình chúc sức khỏe. Chú ơi, chú đừng đánh ba con nữa mà chú. Tao đã dặn đi dặn lại rồi, đừng làm MC. Ôi, bà đâu phải tàu hề đâu mà làm MC. Đâu có khí quan nói đâu mà làm MC hoài vì bị đánh vậy ba. Chính vì không có khí quan nói thì bây giờ trên TV người ta nói sao tao bắt chước tao nói lại vậy. Mày đã không có khí quan nói rồi mày nhìn tao nè. Không có khí quan nói nè, vô gây lộn nè, bị chúng chém tét mỏ nè. Thấy không? Nè, thẹo vẫn còn, thấy không? Trời ơi, chú ơi, tại sao thẹo mưa dữ vậy? Trời ơi, ghé nội ơi. Mày sao lạnh quá, chuyện chuyện của tao. Tại sao mày? Giờ bỏ luôn. Đầu tư ghê luôn á. Phải đầu tư chứ, nghe này nghe của tao. Trời ơi, một cây búa thôi em sợ rồi, anh đầu tư thêm cái thẹo, chỉ nó về anh bậy. Đừng có đánh xa con nữa. Sâu hơn nữa kìa. Mày làm hết rồi mày. Mày cũng làm hết. Rồi em nhớ ngày xưa cái thời còn hoàng kim của anh, mỗi lần anh vỗ tay một cái giang hồ bu tới một sớm luôn. Giờ anh vỗ tay em phải nằm em xỉu trước chứ. Bây giờ tao tu rồi. Tao nhẹ nhàng lại rồi. Dạ. Tao không phải như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa tao vỗ tay một cái rồi ào ra là hốt, ào ra là hốt. Đúng không? Thì bây giờ anh vỗ ngay có ai hốt không anh? Không. Anh tự hốt luôn mà. Tao tự hốt. Tao nói mẹ tao ghét nhất là cái gia đình của mày. Mày dạy con mày kiểu gì? Con của mày đó. Dạ. Qua ăn hiếp con gái của tao. Mày nghĩ đi. Làm như vậy là con gái tao sẽ như thế nào? Một đứa con gái nhỏ nhoi dễ thương biết chừng nào. Chú ơi, mình nói chuyện giọng thấp được không? Sao cứ nói cao quá chi vậy chú? Ăn to nó lớn quen rồi. Vậy mày nghĩ đi. Con gái tao sao? Con gái tao sao? Anh ơi, bây giờ mấy giờ anh kêu con gái em vô đây đi. Con gái của anh vô đây, em bắt con gái em, xin lỗi con gái anh. Mày nhớ nè. Dạ. Nhớ mày nói nha. Dạ. Mày có con gái của mày quýnh con gái tao không còn cái gì hết. Xin lỗi người ta. Con quýnh con gái người ta. Vô đó. Quýnh con chưa kìa. Không xin lỗi nó. Quýnh tao. Nghĩ sao? Xin lỗi gì đâu, tôi xin lỗi nhưng mà vừa lòng được chưa? Qua xin lỗi người ta đàng hoàng. Biết rồi. Con, chạy ra mời chị vô con. Con đâu có chạy. Ủa, này à, ai vậy? Con tao. Mày quýnh nó. Dạ. Ô, sao mày giang hồ quá vậy? Mầm trồi lá. 4 tuổi học lớp trò mày qua mày luồn nguyên một lớp của người ta. Vậy mà nói chuyện ra giống như là mày quýnh bạn mày vậy đó. Chứ bây giờ nó đụng con rồi giờ sao? Rồi mày thấy chưa? Mày dạy con cái mày cái kiểu gì? Nó lao. Nó ngang, nó ngược. Nó quýnh bạn nó. Bự con là lắm không? Mày quýnh con của tao. Tao ghét nhất cái thứ mày dạy con mà con mà nó lao. Con cái mà nó lao là qua mặt cha mẹ. Mày cũng nói đi. Mày quýnh con đúng không? Con ơi, bà quýnh con nhiều lắm hả con? Dạ, quýnh chết chết. Né không kịp luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Mày thấy chưa? Trời nó xạo quá chú, không có, con đâu có quýnh vô trong mặt nó đâu, con giả vô trong đít nó hả? Mày nói lao. Thế... con tao không bao giờ biết nó lao đâu, mày đừng có đeo mày. Thế, con giả trong đít mà không mày. Vậy sao cái mặt nó sưng như vậy? Dạ, tại vì con giả, chơi là phải chơi cho tới luôn. Ai biểu qua nhà kiếm chuyện chơi. Mày hả? Ê, chồng giết con không? Mày đứng lại chưa? Mày đứng lại chưa? Đừng giết con không? Mày giết con tao? Tao mà giết mày thôi. Ai giết con? Giết con tao chi? Mà nó ra đứng lại. Đứng lại. Con có đứng không? Con đứng luôn đi với con chạy. Hồi ba con quýnh chú chết. Đứng yên đi con. Ê chú thấy chưa? Nó xạo mà. Con đâu có quýnh vô mặt nó đâu.
Thôi bây giờ chị mọi chuyện, bây giờ mọi chuyện mình hiểu nhau rồi. Con anh nó cũng có năng khiếu từ nhỏ. Thôi con tôi quýnh vô đít nó mà nó về nó lấy phấn nó chét lên. Chơi là phải chơi cho tới, công nhận hổ phụ sinh hổ tử ha. Thôi giờ mọi chuyện xong rồi anh xin phép anh tới giờ em đi thu tiền góp rồi. Nhắc nó vô tiền góp quá. Qua đây. Qua đây. Bây giờ nghĩ sao? Cái gia đình của mày là cái gia đình là cho dai ăn lời cắt cổ. Một cách quá đáng. Ủa sao sao vậy anh? Chứ còn gì nữa? Chỉ người ta chỉ chậm có một ngày không đưa tiền góp thôi. Mày nghĩ làm sao? Mày qua cái quán hủ tiếu mày ăn hiếp người ta. Cái này chú bày à chú. Mày anh... nói người ta không được mày đánh đập người ta. Nói vậy của ba anh... con của con là chú đụng vô là chú bày rồi à. Anh ơi, chuyện đó là chuyện làm ăn của em. Đúng rồi. Anh hiểu giùm em nha, tại vì nếu như em không làm người ta thì người ta quỵt em. Đúng rồi. Thông cảm cho em chứ trời. Cái nào đúng là anh cũng đã từng là giang hồ anh biết rồi. Chơi là phải chơi cho tới. Không hỏi anh chứ bây giờ mượn em 200 ngàn. Đâu có nhiều đâu đúng không? Mà bà không trả. Bà không trả. Em qua em đòi em quế với cái câu: ê, tao không trả làm gì tao. Mà quế chứ là câu gì nữa không? À. Mày biết tao là ai không? Bà trời chưa kịp ơi. Nói bà là ai là con nhỏ con gái em vớp bà liền. Trời ơi, nhảy vô liền. Đâu vậy bà nói đó. Tao quế nhất là ví dụ mày muốn xiết cái gì trong gia đình của bà mày cũng xiết đi. Tao cho mày xiết hết. Dạ. Mà quê nhất là ví dụ mày xiết cái cây gậy của bà già rồi, 90 mấy tuổi rồi. Em xin lỗi anh, em đâu biết là bà 90 mấy tuổi. Bà dựng tóc đen, em đâu có biết. Em tưởng là bà cầm gậy ra, bà quýnh em. Em mới lấy tay, em dùng thế giỏ của em quạt cái cây một cái, bà sụp, bà té. Đó, tự nhiên cái làm quạt rồi bà đổ thừa em tưởng là bà ăn giả. Chúc mừng cháu. Ủa, chúc mừng gì con? Chú đã đánh bà ngoại con. Khoan, qua đây con. Nó nói gì vậy? Con nói lại cho chú nghe. Chúc mừng cháu, chú đã đánh bà ngoại con. Nhỏ này, nó nói chuyện. Nó có rõ. Rồi kìa, chắc là chắc tôi đánh bà ngoại con. Anh, nó nói gì vậy anh? Nói gì chú? Mày đánh bà ngoại nó. Dạ, mày có liên quan vậy chú không? Trời ơi, mày không liên quan đó mày. Ai vậy trời ơi? Ai vậy trời ơi? Mày liên quan đó. Với những tiểu phẩm của chương trình Danh Hài Đất Việt ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng ngoài những tiếng cười chúng tôi mang đến cho quý vị còn có thêm những bài học trong cuộc sống của mình quý vị nhé. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Lên phải. Ê, nãy giờ bà được nhiêu like rồi? Trời ơi, mới up lên đúng một giây sau đã 135 like. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà cùa mà giữa giờ mới có một giây mà 135 like hả? Tại vì là tôi đẹp, tôi làm cái mô cho này nè. Trời ơi, sexy. Thiệt á bà, tôi nghi lắm nha, như bà mua like sao á. Ở đâu ra 18 tuổi đi học lấy tiền đâu mua like. Ai biết bà, nhà bà có điều kiện rồi hả, bà cặp bồ tầm bậy tầm bạ rồi sao. Chứ tôi nè, trời ơi, trời ơi, mấy có 89 like à. Ôi, 10 phút trôi qua mà có 89 like là sao like chứ. Tội nghiệp quá đi. Bực bội quá. Ê, để qua Facebook con Nhi Điệu coi sao nha, coi nó được nhiêu like rồi. Bà biết không, con nhỏ Nhi Điệu á, tôi ghét lắm. Lúc nào nó cũng hả ganh tị sắc đẹp của tôi, bực bội gì đâu. Trời ơi, mới có 5 phút mà 1 triệu like rồi. Hả? Trời ơi, con này là quỷ chứ không phải là người đâu đó. Quá à. Tụi mình đẹp như vậy mà thua con Nhi Điệu sao chứ? Đúng, tụi mình là một nhóm băng đảng xanh mà tại sao mình thua tụi nó là sao? Mình nghĩ cách biết đi. Biết rồi. Cái gì? Phải chụp chứ. Sốc mà. Lạ nè, độc nè. Đúng. Phải không? Bây giờ tôi với bà chia đi. Bây giờ tôi ở khu vực này. Còn bà bà qua bên kia khu vực bờ hồ đi, qua bển đi. Rồi bà làm nhiệm vụ của bà. Rồi chút nữa tụ tập ở đây, để mà ai like nhiều hơn là người đó thắng nha. Đi đường nào qua? Cái bờ hồ đó thì đi cầu. Phải đi cầu qua mới được. Ngu với sợ luôn á. Ngu gì? Người ta phải nói là đi qua cầu. Ai biểu đầu óc tương trao nghĩ tầm bậy tầm bạ chi. Chúc thành công nha. Hả? Trời ơi,
như vậy á là thế nào mình cũng sẽ nổi tiếng hơn nữa. Mình sẽ phải qua mặt con Nhi Điệu mới được. Hai Ý ơi, bà đang ở đâu rồi? Ở dưới cây cầu á, thấy chưa? Ủa, tôi đâu thấy bà đi qua cầu hồi nào đâu. Đang lội nước ở dưới cái cầu nè. Hả? Trời ơi, nước ở dưới hồ sâu lắm á, sao bà dám lội? Bà lội gì cá chết hết rồi sao bà nội? Tôi lội, tôi lột đồ ra, xong tôi vừa lội qua cầu, tôi vừa tự sướng. Lúc đó đăng lên, tôi thề với bà là 3 triệu like. Trời ơi, công nhận với bạn tôi nó khô dễ sợ khô vậy đó, giữa thanh thiên bạch nhật mà nó lột đồ ra, trời ơi, thế nào nó cũng được lên báo rồi, trời ơi. Con mồi đã xuất hiện rồi. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng phù dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thành niên hòa ca, bài bơ đơ lưa lắc lư ấy theo, ta là đám cưới em với người ta. À, tình yêu ấy rõ anh mà ra, nay đã bay xa càng xa, buồn thay la 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 la. Yeah. À, hồi hộp quá. Bữa nay là cái ngày mình hẹn ra để trao cái nụ hôn đầu tiên, mà mua bông hồng tặng cho em, không biết tặng sao đâu ta. À, để tập thử coi. Làm gì giống như là đi giật đồ. Tặng em nè. Có nham nhở quá không ta. Em bông hồng để kỷ niệm ngày chúng ta mới quen nhau. Cái gì vậy? Cô kia, cô mới làm cái trò gì vậy? Hả? Cô chạy đâu? Vô đây. Núp hả? Núp vô cái bông này. À, cái lá này tôi không thấy cô hả? Hả? Bỏ xanh hả? Trà trộn trốn. Đứng lại. Cô mới làm cái trò gì? Cô mới làm cái gì? Hả? Ủa, chú ơi, chú lớn tuổi rồi mà chú có không biết hành động mới là gọi tên là cái gì nữa hả? Tôi mới vừa hôn chú á. Trời ơi. Cô là con gái mà cô trơ trẽn quá vậy. Cô nghĩ sao cô dám hôn một người đàn ông giữa cái công viên thanh thiên bạch nhật như vậy hả? Ủa, có gì đâu mà mắc cỡ hả chú? Ở bên phương Tây á, người ta hôn nhau hà rầm thì có gì đâu mà mắc cỡ. Chú ơi, chú muốn ăn bún mắm phải không? Cái gì? Chú muốn ăn bún mắm phải không? Tại sao cô nói vậy? Nặng mùi lắm. Cô im đi. Sao không vệ sinh răng miệng vậy chú? À, tôi ăn nó rồi sao? Thì hôi chứ sao. Tôi nói cho cô biết, phương Tây là phương Tây ha, còn ở đây là Việt Nam. Phải giữ phong tục tập quán của ông bà ta xưa để lại, chưa? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, nghe chưa? Ờ, chú ơi, chú nhà quê quá à. Với lại con đã 17 tuổi rồi, con trưởng thành rồi, đâu có sao đâu. Chú không có bị tử hình đâu, chung thân thôi hả? Cái gì? Cô 17 tuổi dạ. Mà cô đã làm những cái trò gọi là có hành động giả mang với một người đàn ông như tôi à. Chú giận quá hả? Con hôn chú là chú giận hả? Chứ sao? Thôi được rồi, để con làm lại. Cô làm gì? Con hôn trả lại chú. Hồi nãy con hôn chú, bây giờ con hôn trả lại là quề. Không, tôi không cần trả. Cô đứng lại đó. Chú làm gì mà? Trả cái gì? Hả? Cô nói gì? Tôi nói cho cô biết, cô không được lại gần tôi. Không, tôi không cần ai trả hay là lấy đi, đúng không? Thấy chưa? Gì vậy hả? Khó găng quá à. Trời ơi, anh làm cái trò gì vậy? Trời ơi, em tới đây mừng quá. Giữa thanh thiên bạch nhật vậy đó, anh kêu tôi ra đây để chứng kiến cái cảnh anh giết cô đây đấy đó. Cái gì? Em bình tĩnh đi, em đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Cái gì? Anh nói tôi á là ghen tầm bậy tầm bạ.
À? Ghen bóng ghen gió gì đó. Bây giờ tôi thấy rồi nè, tôi chứng kiến rồi, tôi ghen được chưa? Hả? Cái gì? Ghen à? Người này ghen với người kia, đằng ấy ghen với ông cụ này à? Ủa sao kỳ vậy ta? Tại sao mà con trai mà ghen với cha là sao? Tôi không hiểu được cái mối quan hệ này là như thế nào. Yên đi. Nó nghe nè, quen là quen sao tôi không hiểu vậy? 2 năm nay rồi tôi quen ảnh đó, một cái nắm tay còn mắc cỡ, mà anh kêu tôi ra đây để chứng kiến cái cảnh mà anh hung ra đây, tôi sống làm sao nổi đây anh Long? Trời ơi em ơi, em anh đã nói với em rồi, tất cả là hiểu lầm, anh không bao giờ anh hung cổ hết trơn á. Không có hiểu lầm gì đó, anh mặc đồ vét nè, đúng không? Đồ này đồ vét đúng không cưng? Không phải đâu. Trời ơi, lớn tuổi rồi sao mà ngu quá vậy? Cái áo này là áo sơ mi, ở ngoài là áo khỉ. Đúng rồi. Con heo mặc áo khỉ, ngộ quá. Cái gì? Tôi nói gì? Tôi nói ai heo, hả? Dạ, nhông nhìn chú giống... Đừng có nói chồng tôi heo được nghe chưa? Hả? Ngoại tình chứ không có được nói chồng tôi là heo này, heo nọ. Cái gì chồng? Chồng vợ gì ở đây? Đằng ấy là vợ của đây à? Không phải, tôi biết rồi. Tôi biết ai là chồng, ai là vợ rồi. Đây là chồng phải không? Còn đây là khẳng định là vợ chắc luôn. Tại vì sao? Vợ đang mang bầu con so nè. Chỉ có vợ mang bầu thì mới bụng bự như vậy thôi, chứ không ở đâu ra mà có người đàn ông nào mà tướng xấu như vậy được. Nó duyên dụng như vậy đó. Nói một lần nữa cho cưng nghe. Chị là vợ, còn đây là chồng chị nè. Ngạc nhiên à? Chưa thấy người chồng nào đẹp trai kìa. Thôi bây giờ thôi, vợ chồng ở lại nói chuyện nha. Tôi đi đây. Mày đứng lại. Trời sao vợ... Anh qua đó anh ngồi đi. Sao hung dữ quá vậy chị? Mày ngồi xuống đó đi. Trời đất ơi. Anh Long ơi. Hoa hồng. Anh biết tôi thích hoa hồng mà đúng không? Anh đem anh tặng cho nó đó. Anh coi tôi ra cái gì nữa? Anh... Trời ơi, nó nghe nè. Chị ơi chị bớt giận đi chị à. Thật ra thì em với ảnh á là mà đúng rồi. Chị mới gặp thôi à, em đừng có hiểu lầm. Không có mới gặp gì hết á. Mới gặp mà hôn nhau vậy đó hả? Mà tôi nói sao á? Nè anh ốm, anh hốc hác quá. Bao nhiêu tiền á? Tôi nuôi ảnh. Anh em nuôi mày hết rồi. Ô nu nàng à. Ở đây nè, ốm nhơm nè. Ê nó nghe nè, tôi mập á, tôi cũng đâu ăn hết củ của mấy người đó, mắc mới nữa tôi mập. Mà nói sao tôi vậy là mập còn kia ốm hả? Bây giờ nói chẳng ra đó, là 2 năm nay anh lừa dối tôi. Trời ơi, quen 2 năm rồi. 2 năm có mần ăn gì được chưa? Mới có nắm tay rồi cưng. Trời ơi, mới có nắm tay 2 năm trời không mần ăn gì hết. Trời ơi, sao uổng quá vậy? Tôi là 17 tuổi, quen 2 tháng thôi mà hả? Hôn 17 thằng. Cái thằng này là thằng 18 đó. Coi hình nè chị thấy không, mới chụp hình tức thì rồi đó. Trời ơi, con đưa tao coi hình nữa. Có thì khoe. Duyên dùng quá. Anh thương nó đi. Tôi không, anh lùng thằng lừa đảo tôi. Cái gì? Lừa đảo gì em vậy? À, anh đâu có lừa đảo gì em đâu. Anh lừa dối em. Lừa dối gì? Anh á là một thằng ca sĩ hạng 3 thôi. Cái gì? Mà một năm á lộn, một tháng trời anh tổ chức live show 2 lần. Anh sang quá, ai coi anh? Đồ đạc anh mặc nè, khán giả tôi phải cho tiền nó vô đặng nó coi anh. Mà anh đâu có hiểu đâu. Anh tưởng anh đẹp lắm hả? Tôi thương anh á là thương cái giọng hát của anh. Trời ơi, hát dở ẹt cả. Mà thương gì trời. Vậy mà chị thương nó cưng. Trời ơi, hồi nãy nè tôi nghe hát nè, nãy tôi núp trong kia tôi nghe hát, trời ơi. Nó dở, mà nó dở xúc phạm bài hát luôn. Cô không được xúc phạm tôi. Cô đừng quên, tôi là ca sĩ cấp 3. Đó giờ tôi chỉ biết là học sinh cấp 3 thôi nè. Rồi phim cấp 3 nè. Trời ơi, ca sĩ cấp 3 là gì vậy? Là tôi ca sĩ chưa nổi đó cưng. Chị thương ảnh á, là thương vì cái giọng hát thôi. Còn bao nhiêu á, chị không có màng tới. Chị lo cho anh hết. Mà anh đâu có biết đâu. Anh luôn thằng lừa dối tôi đó. Trời ơi. Cái gì? Em mới nói cái gì? Em mới nói cái gì? Anh đã nói rồi từ đầu hồi nãy giờ là anh không có lừa dối gì em hết. Anh chỉ gặp cô này lần đầu, cô đè anh xuống, cô hôn anh. Thôi đi, anh né xa tôi ra.
nghe anh nói đi. Anh nát ra tôi ra. Em à, em nghe anh nói đi nè. Né ra tôi ra đi. Ủa, mỗi lần giận nhau là cái né ra vậy là quề đó hả? Chuyện gia đình của ta đừng có xí vô. Ngộ quá à. Bây giờ á, không có em anh gì nữa. Nghe anh nói nè. Không có nghe nữa. Bây giờ nói thẳng ra luôn, anh là một thằng điêu cán. Ngộ nặng quá, nặng quá. Một thằng sở khanh. Trời ơi, xúc phạm. Ừ, tôi sở khanh, tôi điêu cán, tôi ăn bám đó. Bữa nay tôi hẹn cô gái tóc xù để ra đây, tôi ôm, tôi hung, tôi chụp hình đó. Em ra đi thôi. À, trời ơi, kịp quay cái tác rồi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, chết rồi. Chú ơi, chú ơi. Chú ơi, lượm cục thịt lên chú Hà, lượm cục thịt lên nè. Cái gì? Cái gì? Trời ơi. Chào khán giả thân thương, khán giả ơi, mới tán có một cái thôi mà cái mặt sệ rớt cục thịt xuống nè. Trời ơi, bây giờ có gì cô vậy? Trời ơi, sao? Chết rồi, bên đây sệ hơn bên đây rồi nè. Cô là bữa nay nhớ like nhiều nha, nhớ like. Em gán tán tôi ha. Được. Hồi đó giờ chưa ai dám mạnh tay mạnh chân với tôi. Được. Kể từ ngày hôm nay, tình cảm 2 năm trời với tôi với em chấm dứt từ đây. Cô nè. Anh ơi. Anh Lâu ơi. Anh Lâu. Để up Facebook đó. Trời ơi, cái này là nóng quá luôn chị ơi. Chị nóng cái gì? Chị ngồi xuống đây tao nói chuyện. Chị ơi, không ngờ. Chị ơi, chị bớt giận chị à. Thì kêu ai bằng chị? Thì nãy giờ chị xưng chị với em đó. Tao không thích kêu bằng chị. Chứ giờ kêu gì? Kêu bằng anh. Kêu bằng anh. Chị anh à, chị anh. Chị anh. Vậy đi. Chị anh ơi, em nói chị anh nghe là tội nghiệp ảnh quá à. Nãy giờ á là chị anh hiểu lầm ảnh rồi đó chị anh à. Hiểu lầm cái gì? Ảnh á là người lừa dối tôi. Còn cô á là một cái cướp chồng người ta. Không có cướp, trời ơi trời, khổ thân quá, không có cướp đâu chị à. Đây nè, em nói chị nghe. Bó hoa này á, tụi em không có quen nhau, tụi em mới gặp nhau có 20 phút à. Mày nói lao. 20 phút mà mày hôn nhau hả? 2 năm trời đấy nè. Nắm tay còn mắc cỡ. Ai biết chị ngu làm chi. Đây nè, bình tĩnh lại đi. Qua nè là ảnh tặng cho chị chứ không phải tặng cho em. Em giật trên tay ảnh, em cướp trên vàng mướp đó chứ. Ở đâu ra mà ảnh tặng em? Em và ảnh không hề biết nhau. Tao nói hồi nãy nè, ảnh ngồi đây nè, xong rồi ảnh tập vợt cái gì đó, tặng qua cho ai em đâu có biết, tặng cho chị đâu. Em mới nhào ra, em mới cưỡng hôn ảnh. Chứ sao hôn mấy người khác, ảnh mạnh quá đi. Em đè mấy người đó ra, người ta giạt em cái em té em dập mỏ. Còn ảnh yếu là ảnh không có kháng cự được, em mới hung được. Đây nè. Em hung lắm hả? Đây nè, hình hung nè, dễ thương. Đâu nha. Ai? Nè, đây nè. Ổng hả? Ờ. Cái mặt ngố. Mặt ảnh dễ sợ mà. Bà bồ tao. Chị ơi chị, em nói chị nghe, chị đừng giận em. Chị biết hôn tại vì á, bữa giờ á, like Facebook của em ít quá đi, nên em mới làm cái trào lưu là kích cam. Kích cam là cái gì? Kích cam á. Tự nhiên đi hôn trái cam à. Không phải, trời ơi chị khờ quá, trào lưu thịnh lắm á. Kích cam á là mình nhào ra đường á, mình thấy ai lạ lạ nha, mà ngồi một mình cái mình nhào ra mình hôn người ta, mình cưỡng hôn người ta. Mà cái mặt người nào mà càng khờ, càng ngu, càng ngáo là like càng nhiều. Cho nên cái mặt này nè, chồng chị là thế nào em cũng được mấy triệu like cho coi. Cho nên là... Mày nói sao? Kiss cam là hai người không quen nhau. Dạ. Gặp ngoài đường, ngoài xá là tự nhiên nhào là hôn vậy đó hả? Dạ. Vậy tao hỏi mày. Dạ. Tao với mày có quen nhau không? Đương nhiên là không quen rồi. Vậy bây giờ tao sẽ kiss cam cho mày coi. Mày đứng lại. Ê! Anh ơi. Anh không phải là đàn ông. 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 Cứu tao luôn. Cứu cái gì? Nè, em biết không? Hồi nãy em đi đó, đi ra, đi đằng trước nè, gặp cái cô này nè, có chặn lại, cũng đè anh xuống, có cưỡng hôn, cái là kiss cam gì đó. Thì ra hai đứa bay chung một phe đúng không? Thế này là bạn hai đứa mình kiss cam đó. Trời ơi, ta nói nha.
Ôi ơi, cái trào lưu này thì coi lại em cũng thấy nó kỳ kỳ sao anh ơi. Thôi nha. Anh làm gì anh, mặt đó. Anh né em dữ vậy anh? Không giỡn nha, không giỡn nha. Ê! Trời ơi, Khánh ơi, trời ơi, anh càng lúc anh càng thấy em háo sắc quá. Anh phải né thôi chứ em đứng gần em một lát nữa thì em làm lại em kiss cam anh một cái nữa là thôi đó. Thôi đi anh ơi. Sức là dê sòm. Thôi yên tâm đi, gì dê sòm hả? Trời ơi, đó là nhân vật em đóng trong cái trào lưu đó thôi chứ đâu phải là em đâu. Mà nếu như em ở ngoài đời em muốn dê sòm ai á thì phải tìm cái người nào mà đẹp trai cao ráo hơn anh để mà câu like chứ. Nghĩ sao mà hung anh chi? Trời ơi, cho người ta vô comment em xấu hổ chết được. Mà anh nói em dê sờm hả? Cái từ dê sờm mà dành cho mấy ông già dê thôi, chứ ở đâu ra mà phụ nữ xinh đẹp gì mà dê sờm chứ. Không có lý do nào tự nhiên ông già dê mới là con dê, đúng không? Tuy nhiên nè, ai dê nè, dê đực, dê cái, dê trống, dê mái, đàn ông, đàn bà, gái, trai, trẻ, già, ai mà dê là thành dê sờm hết. Anh kể rất là nhiều đối tượng nhưng mà vẫn còn thiếu một đối tượng anh chưa kể đó. Là gì vậy? Cậu ấm dê sờm, đó cũng là nhạc cảnh mà chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức. Cậu ấm nhạc cảnh ta ra ta ra ta ra ta ra. Ôi, mời quý vị cùng theo dõi. Ôi, ta đang tỉnh hay ta đang mê? Đây là sự thật hay chỉ là trong giấc mộng? Cảnh vật này không quen quá. Ôi, giấc mơ của ta, giấc mơ của trai anh hùng và gái Huyền Quyên. Hàng lắm ngay lúc này, cần khóc cho vì đời, cần đi đâu đó xa chốn đây, cần khoảng không một mình, cần biến mất vô hình, cần lắm giấc ngủ yên bình. Xa ta rồi, mời bước đi qua vội, còn riêng ta trong đêm mịt tối. Người để lại những nụ cười hờ hững, bỏ lại một người ở sau lưng. Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ sao bao vết thương vẫn chưa lành vẫn vương, gửi đợi cha vào hư vô. Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hy vọng, cố sống trốn sau một niềm đau càng tranh né. Ủa, đâu trơn rồi? Té ra nãy giờ là mình đang nằm chiêm bao. Chán thiệt á, bây giờ phải trở lại cuộc sống thật, phải tiếp tục quét nhà, quét cửa. Chán quá đi. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiếc hạnh là cậu trao mình. Ôi Văn Tiên ơi, nam thần của lòng em, soái ca bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình của lòng em ơi. Chàng đang ở đâu rồi? Chàng đang ở đâu rồi Văn Tiên? Chiều Nguyệt Nga. Văn Tiên. Nguyệt Nga. Trời đất ơi, không phải Lục Vân Tiên mà Nguyên thằng điên. Nè, sao mùi lại nói ta bị điên? Ta không có điên rồi nha, ta chỉ bị ấm ấm rồi. Trời ơi, huynh đặt cho huynh cái tên đúng lắm luôn á. Cái gì đâu mà công tử Bùi ấm ấm. Nè, đúng rồi. Nghe là thấy ấm đầu rồi đó. Mùa biết gì hết trơn á. Người ta thường nói cái tên nói lên tất cả là ta đó. Mà nè, huynh kêu sai tên tôi rồi đó nghe chưa? Tôi không phải tên là Kiều Nguyệt Nga đâu. Ủa, mùi tên là Kiều Nguyệt Nga mà. Đấy, tên tôi là Kiều Nguyệt Nga. Hả? Kiều Nguyệt Nga. Kiều Nguyệt Nga. Kiều Nguyệt Nga. Ủa, sao không đặt Nguyệt Ngã, mình cho lẹ.
Dạ thưa anh, Nguyệt Ngã là tên thiệt của em. Hả? Tên của em là Kiều Thị Nguyệt Ngã, cuộc đời gian trân luận đận bạc phận hồng nhan. Trời đất ơi, tên dài dữ vậy hả? Trời ơi, thôi mà đổi tên thành Nguyệt Nga nghe cũng hay á nha. Mà nè, làm cái gì mà người ta đang quét sân mà tự nhiên huynh ra đây tòi tòi theo tôi hoài vậy hả? Trời ơi, ta ra đây để hỏi thăm chăm sóc muội đó. Mắc cái gì? Muốn biết gì hết trơn á, từ hồi cha ta vớt muội từ bến sông Trăng về đây á, nhận muội làm nghĩa nữ, thế là ta với muội á trở thành anh em với nhau rồi á. Bởi vì ta phải có bổn phận quan tâm chăm sóc cho muội. Nè nói nghe nè muội, muội làm cái gì sáng giờ la rần rần ở đây vậy hả? Ê, đúng rồi quên nữa, hỏi nhỏ này nghe. Hôm bữa nghe cha ta nói là muội tự tử chết ở bến sông Trăng đúng không? Thôi nào. Có, rõ ràng là tự tử chết. Ê nè nói nghe nè, hỏi nghe, muội bị sao chết vậy? Bị ép duyên phải không? Không có. À, thôi bị bệnh hả? Không. Bị điên. Không. Chứ bị sao chết? Trốn nợ. Hả? Trời ơi, muội mà cũng có thiếu nợ nữa hả? Trời ơi, tôi thiếu dữ lắm luôn á. Bữa đó chủ nợ dí tôi, cái tôi phóng lên trên thuyền tôi nấp á. Ai ngờ đâu gió thổi cái rập. Rồi xong, rớt xong luôn. Trời ơi. Mắc vô một cái lưới cá. Thế là cha huynh tôi vớt tôi về đây nè, thấy chưa? À, vậy á hả? Ừ. Trời ơi, tội nghiệp quá. Ê mà không sao, nhờ vậy á, hai anh em mình mới có duyên gặp nhau. bớt giùm ông nội. Duyên gì ở đây? Nè, tôi không có thích đâu nghe công tử Bùi ấm ấm. Huynh đừng có theo tôi tò tò như một cái đuôi vậy đó. Sao? Vậy? Muội nói ta theo muội tò tò như cái đuôi hả? À. Muội nghĩ sao vậy? Muội là con người chứ phải con chó đâu mà có đuôi. Vô duyên. Gì vô duyên? Trời ơi, tao mới vô duyên rồi nha, tao có tới hai duyên rồi nha. Tặng nữa nha. Cái duyên đầu tiên là cái duyên làm thơ á. Ủa? Là tập thơ của huynh làm á hả? Đúng rồi, trời ơi. Ta là ta thức mấy đêm trời á, ta mới làm cho muội được bài thơ này nè. Thôi đừng coi, chữ xấu lắm. Để ta đọc cho muội nghe. Nguyệt Nga ơi hỡi Nguyệt Nga. Gì vậy? Đã nói rồi, Kiều Nguyệt Nga là một cái nhân vật nổi tiếng. Còn tôi không có đủ đức hạnh đâu mà đừng có kêu tôi là Kiều Nguyệt Nga. Gọi lại đi, Kiều Nguyệt Nga. Để ta đổi lại. Ừ. Nguyệt Nga ơi hỡi Nguyệt Nga, mặt nàng như trái chuối già chín cay, tướng đi như thể con cày, tay chân ốm yếu người gầy trơ xương. Thế mà ta thích ta thương, thiếu điều ta muốn dâng hương cúng nàng. Hay không, hay không? Hay cái mà cù lơi á, tự nhiên đòi cúng tôi à? Trời ơi, tại vì ta thương nàng quá, ta không biết làm gì á, ta chỉ biết dâng nàng lên bàn thờ thôi. Nè, hai cái duyên của huynh coi như là cái duyên đầu tiên tôi chấm rớt rồi đó nha. Sao rớt, thấy dễ thương mà. Thôi được rồi, để ta lấy cái duyên còn lại ta tặng cho nàng liền nha. Tôi như bông như qua trời ơi, không có ra cái gì vậy? Đang hát mà à. Kêu hát hát toàn là hát nhép không à. Ôi, hát nhép cũng mệt vậy. Thôi đi, thôi ta tặng nàng nè, hãy chấp nhận ta làm vợ nàng đi. Ủa lộn, làm vợ của ta đi. Thôi huynh đi vô trong nhà giùm tôi làm công chuyện đi. Huynh coi nè, cái chổi nó tan nát hết rồi nè. Trời ơi, thôi kệ mặc kệ, đừng có làm nữa. Muội ở đây rồi, ta bảo kê cho muội không cần làm gì hết. Hãy làm vợ của ta đi. Thôi mà. Giờ làm không? Không. Làm tao ăn dạ nè. Bây giờ sao? Được rồi. Bây giờ mà tôi không đồng ý là huynh ăn dạ hoài á, phải không? Đúng vậy. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Vậy đi. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện? Ừ. Trời ơi, 100 điều kiện ta cũng chấp nhận luôn. Bây giờ huynh phải trả lời được câu hỏi của tôi đi, rồi tôi mới đồng ý làm vợ huynh. Trả lời câu hỏi hả? Trời ơi, tưởng gì chuyện này dễ ẹt. Hỏi đi. À, bây giờ sở dĩ mà huynh đang đi tung tăng ngoài đường, tự nhiên các huynh gặp một bọn cướp đòi giết người cướp của, dây giữa tiền tài và tánh mạng, huynh chọn cái nào? Tiền tài và tánh mạng à? Để coi, tiền tài thì mình có nhiều rồi, mình không có sợ mất, mà tánh mạng thì mình chỉ có một mà thôi. Bởi vậy ta phải quyết định chọn tánh mạng, đúng không? Dạ, đáp án cuối cùng chốt lại nè. Tánh mạng. Tánh mạng. Gì vậy? Sao mùi tánh đáng ra? Đúng rồi, huynh kêu tôi mà.
Kêu rồi nào. Quýnh kêu tánh mạng, tánh mạng đó. Thì đó, ta kêu tánh mạng mà, sao mày quýnh ta? Tánh mạng là tán. Ủa dạ? Trời, cái gì quýnh hoài hả? Ủa đúng rồi, tại Quýnh kêu tôi tánh mạng, tán mạnh Quýnh chứ sao. Trời ơi, mùi gian quá, mùi chơi mùi dài hàng ta. Thôi, tao không chịu đâu. Tao không chịu đâu, hỏi câu khác đi. Bây giờ tao không chịu đâu. Bây giờ hỏi câu khác không? Hỏi câu khác hả? Nè, bây giờ hỏi câu cuối cùng nha. Không được thôi, bỏ ý định đi nghe chưa. Giờ thôi, hỏi đi. À, bây giờ cũng bọn cướp đó. À, nó thấy hai cha con Quynh giàu có quá mà yêu thương lẫn nhau, cái thế là nó bày trò ra, cái nó kêu là bây giờ á nếu mà muốn nó tha thì hai người phải quánh nhau. Hả? Đợi bắt ta phải quánh cha ta hả? Thôi không được đâu, làm vậy là bất hiếu. Không phải, tại vì mấy cái đứa ăn cướp á nó không có đi học, nó không biết chữ nghĩa, cho nên bắt người ta làm cái chuyện phương thiên hại lý như vậy đó. Thôi nhưng mà như vậy kỳ lắm, không có làm được. Nhưng mà nếu không là nó giết Quynh á. Nếu không là nó giết ta hả? Vậy giờ sao ta? Nói, rồi sao Quynh có quyết định đánh cha Quynh không? Đánh cha. Nó hơi khó khăn như vậy đó, nhưng mà bọn cướp này nó kỳ cục lắm. Quynh hiểu không? Đánh cha, à. Đánh cha là đá cha anh. À, ôi bị đặt gài hàng ta hả? Ta rất thích đá cha anh bởi vì ta quyết định đánh cha. À, nói lại tôi nghe nè. Ta đánh cha, đánh cha là đánh cha, đánh cha là đá cha, đá cha. Thằng bất hiếu. Ủa gì vậy? Thằng nào đánh tao đáo vậy? Tao nè. Mày là nào? Thằng cha mày nè, bùi ông bao. Hả? Chết rồi, cha, con xin lỗi cha. Mày với bùi âm âm. Hả? Mày không có lo ở trong nhà học hành mà ra đây chọc ghẹo huyện Nga hoài vậy hả? Hả? Cha, con. Hả? Cái gì vậy cha? Còn nữa, mày dám ăn cắp tiền của tao mua bông hồng tặng gái nữa. Con mày, hả? Mày hư lắm rồi. Mày có biết là gia đình mình rất là nghèo khổ. Dạ. Tiền không có thiếu. Ủa, không thiếu sao nghèo? Bậy, tiền không có dư cho người ta mượn. Dạ. Cho nên á, phải tập sống tiết kiệm tần tảo nghe chưa? Dạ. Giống như cha mày vậy nè. Dạ. Không có dám mua cái roi mây đi đánh mày. Dạ. Phải vô trong nhà lấy vàng dư đúc thành cái cây vàng này, thấy chưa? Dạ. Hồi nãy mày nói đánh cha phải không? Dạ. Được rồi, đánh mày bầm dập luôn. Nè, cha, đừng có đánh con mà gãy cây vàng của cha bây giờ. Cha bình tĩnh nghe con nói nè. Nãy giờ hả, con với Kiều Nguyệt Nga chỉ có đang chơi trò chơi nói lái rồi mà. Hả? Nói lái? Tên cha hỏi Nguyệt Nga đi. Là sao vậy hả con? Dạ thưa cha, đúng là như vậy. Con và cái Quynh Bùi ấm ấm này nè, hai đứa đang thi nói lái đó cha. Đúng rồi. Nói lái hả? Dạ. Thôi cũng được, nếu mà trò chơi thì cha cũng không có trách gì. Các con phải biết từ ngữ Việt Nam mình rất là phong phú, phải chọn từ mà nói cẩn trọng, nếu không á là mất lòng á, nghe chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Mà nè, Nguyệt Nga lại đây. Dạ. Mốt có chơi á thì chọn bạn mà chơi. Dạ. Chứ còn nghĩ sao con chọn thằng ngu này chơi chung vậy hả? Dạ con biết. Cái nói con như vậy mà cười quá. Thôi được rồi. Dạ. Bữa giờ cha thấy con á Bùi âm âm. Dạ. Học hành cũng rất là cực khổ. Thôi bây giờ vô trong nhà cha pha rau má cho uống nha. Trời ơi. Trời ơi. Quên ấy hư như vậy mà cha còn thương, còn pha rau má cho ảnh uống nữa hả cha? Yeah, mũi đây làm việc đi. Ta vào trong uống rau má với cha anh ta. Cha đi uống rau má rồi cha. Ừ, là tao đánh mày ra máu đó. Cha ơi, cha, ta đừng có quýnh tao mà cha. Cha. Trời ơi, cha bình tĩnh nha con nói nè. Mặc dù á là Quynh ấy hơi hư hỏng một chút xíu, nhưng mà con tin là sau này con sẽ kèm cặp Quynh ấy để trở thành một người con ngoan trò giỏi đó cha. Và sẽ lúc nào cũng vâng lời cha luôn đó cha. Bởi vì sao? Bởi vì bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi. Bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi. Bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi. Những lúc bố mệt, bố là bố thôi. Trời ơi, đúng là cậu ấm dê sờm ghê thiệt ha. Anh, mà tại sao người ta gọi là cậu ấm? Cậu ấm mà không phải là cậu ly, cậu tách, cậu bình, cậu chén, cậu nhôm, cậu thang. Này, này. Thường á, theo anh nghĩ nha, người ta gọi cậu ấm cái này một cái tiếng của người miền Bắc. Và chữ ấm đây anh có nghĩ là che chở, là ôm ấp á, hiểu không? Ấm no đó hả? Cái kiểu cái gì đó. Cũng được bảo bọc đó, phải đó, không? Đúng rồi, được lo lắng nên là sinh tật, nên là đang gọi là cậu ấm. Được gọi là cậu ấm. Ừ. Vậy thì dịch ra cái từ mà hổ phụ sinh hổ tử, theo anh giải thích tức là mình phải dịch làm
hổ phụ tức là con cọp mới đóng vai phụ nè, sinh hổ tử là... Trời ơi, phát hiện quý vị ơi, một nhà ngôn ngữ học. Hay quá Khánh ơi, dịch như em là tới đốt sách mấy hồi. Ủa? Muốn biết hổ phụ sinh hổ tử như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm tiếp theo. Thôi, mời quý vị cùng xem tiểu phẩm. Toàn và Lê Khánh xin được chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Anh ơi, ơi, anh có biết em sẽ nói gì không nào? Anh biết chắc rồi, tại vì anh Toàn đã coi qua một kịch bản rồi. Lê Khánh sẽ hỏi anh biết Tứ Đổ Tường là gì không, đúng không? Trời ơi, hay quá, tưởng gì coi kịch bản rồi mới biết. Anh có biết Tứ Đổ Tường là gì không? Chắc chắn là anh biết rồi. Tứ Đổ Tường này giống như là cờ bạc, rượu chè, trai gái hút sách, nói chung là nói những người ăn chơi gì đó mà. À, rất là hợp lý và rất là chính xác thưa quý vị. Và nhắc tới Tứ Đổ Tường thì Lê Khánh nhớ tới một tiểu phẩm rất là thú vị thưa quý vị. Tiểu phẩm Tứ Đổ Tường phải không? Xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Nhị Đổ Tường của Minh Tuấn để biết gia đình của họ đã quậy như thế nào. Với sự tham gia của các nghệ sĩ Chí Tài, Thúy Nga, Ngô Kiến Huy và Hà Linh. Mà nói gì? Trong bóng đêm, tôi tưởng có một người ra hiếp. Trời ơi, mà cuối cùng là ông, đúng không? Mơ mộng hão huyền. Tuổi này mà ai thèm nhìn ngó tới bà. Bà đi đâu? Bà đi đâu mà tới giờ này mới về? Thì tôi gì? Đi đâu? Thì tôi nửa đêm tôi đi mần việc được không? Bà mần việc tới nửa đêm, nửa khuya bà mới về. Thì nói chung là tôi mần việc nửa đêm xong rồi bắt đầu tôi rảnh rang rồi. Mấy bà bạn rủ tôi đi uống cà phê. Cái gì? Uống cà phê? Em đi cà phê hay là đi đó đen cờ bạc? Em đi cà phê hay là mê tín lên sập sám hả? Tôi đi cà phê lo làm ăn với chị hàng xóm. Tôi đi kiếm tiền xây mái nhà thiệt đẹp cho anh. Xây mái nhà thiệt đẹp, xây cái nhà bự vậy đó. Vậy mà không ai dám ở hết trơn, phải chui vô cái chòi này ở. Giỏi quá. Ủa, xây cái nhà mà thiệt đẹp cho anh mà không ở được là vì sao? Vì thằng chồng tôi đó. Cái gì? Tối ngày đi nhậu nhẹt, rồi ở xỉn say, rồi không có lo làm ăn, rồi bây giờ mới đi ra cái chòi ở, rồi cái nhà thiệt thì không có được ở. Trời ơi. Mà nói cái gì? Cái tôi hỏi ông mới đi đâu về? Ông đi đâu? Tôi đi gặp chiến hữu, bạn công chuyện là làm việc. Trời ơi, đi chiến hữu, bạn công chuyện làm việc. Trời ơi, chiến hữu làm bạn việc gì vậy? Cho tôi ngửi cái mùi cái coi. Gì? Làm ăn hả? Trời ơi, làm ăn gì mà chiến hữu gì mà tao nói về mùi tàn hủ hèm không vậy? Hả? Bà đừng có kiếm chuyện. Bà đừng có kiếm chuyện với tôi nha. Bà là nè, vợ mà không ra vợ, mẹ cũng không ra mẹ. Tối ngày đi nhông nhỏng ngoài đường cờ bạc ha. Con trời trai không có lo dạy dỗ gì hết trơn hết rồi. Trời ơi, ông nói tôi mà sao ông nghĩ ông đi? Ông có thằng chồng mà không có ra thằng chồng. Trời ơi, cha mà không có ra cha. Xong bây giờ bày đặt đổ trách nhiệm cho tôi. Ủa, bộ con là con tôi hả? Tôi tự có, tôi tự đẻ hả? Bộ ông không có cổ phần ở trong hả? Nói ông biết nha, đứa con á mà có được là ông là cổ phần chính. Cái gì? Cái gì? Hôm nay là gì? Lộ hết cái bí mật ra không? Tôi là cổ đông chính. Vậy là có cổ đông phụ hả? Thằng nào? Trời ơi trời, cha này say xỉn ăn nói tầm bậy tầm bạ. Tầm bậy gì chính miệng mà nói à? Tôi nói cái cổ đông phụ là tôi ha. Tôi
là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Còn ông là cái cổ đông chính ha. À, rồi bây giờ rồi ông nói không lo cho con. Ủa sao ông không lo cho con đi rồi giờ ông nói tôi? Đừng có nói gì nữa. Tôi nói thiệt mà. Tôi biết bà mà lấy bà mà cuộc đời tôi nó thê thảm xuống dốc gì. Tôi không có thèm lấy bà đâu. Tôi nói thiệt với ông á nha. Tôi mà biết cái cuộc đời tôi ngày nay mà tôi lấy ông mà tôi nông nổi gì hả? À, tôi không thèm ở với ông, tôi không lấy ông đâu ha. Tôi thiệt á. Mỗi lần tôi nhìn cái mặt ông là tôi nhớ người yêu cũ tôi à. Ai? Anh Hưng đó. Hưng nào? Anh Hưng người yêu cũ tôi ngày xưa không nhớ hả? Ông Hưng à? Đàm Vĩnh Hưng đó. Cái gì? Trời ơi, tôi lấy Đàm Vĩnh Hưng có phải sướng không? Trời ơi, tao nói tiền mang về vợ xài. Có ngày đi cờ bạc đã. Trời cờ bạc riết. Lấy ông nói ông họ hàng với Chí Tài. Trời ơi, về mà nói thì ông giống như Chí Cốt vậy. Trời ơi, tôi thôi, nói thôi, thôi, bà ơi. Cốt quăng ra nghèo mạt rệp. Cái con người cờ bạc cái đầu óc không bao giờ tỉnh táo. Đàm Vĩnh Hưng nào mà ca sĩ. Đàm Vĩnh Hưng cái thằng sửa xe đạp đầu hẻm cái gì. Tào lao. Thì đúng thiệt. Rồi, nó sửa xe đạp nhưng mà nó có cái tên Đàm Vĩnh Hưng là thấy nó sang chảnh rồi. Ôi bà ơi, nó lấy nó thần tượng ông Hưng rồi, ông biết từ Đàm nó lấy Đàm Vĩnh Hưng. Còn tôi đây nè, thay gì mà tôi lấy bà, tôi lấy Mỹ Tâm là tôi sướng rồi. Vậy? Trời ơi, nghe tôi nói tôi yêu Đàm Vĩnh Hưng, cái giờ lấy Mỹ Tâm ra so sánh hả? Tôi sao? Trời ơi, con Mỹ Tâm mà bán bún riêu đầu ngõ đó hả? Gì? Trời ơi, tao nói ngày nào nó bán cũng ế hết trơn, nó ăn bún riêu, nó bỏ mắm tôm vô, tao nói đi ngang qua mà cái miệng nó mùi mắm tôm không à. Ok, thôi thôi vậy đó mà nó còn kiếm ra tiền. Trời. Còn bài về mà phá sản hết. Trời. Nhà bự mà không được ở, là sao? Quả hơn à. Cái đó lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Đừng nói nhiều, con cái đâu? Giờ này tôi đi khuya rồi, đi học hành như này chưa thấy mặt mũi nó là sao? Nó đâu rồi? Ủa? Ông hỏi nó đâu rồi sao rồi tôi biết được? Tôi cũng phải đi làm việc tối ngày sáng đêm. Ông là cha, là trụ cột chánh trong nhà này. Sao ông cai quản, ông coi con ông ở đâu rồi? Ông hỏi tôi sao tôi biết đâu tôi trả lời? Làm mẹ là phải lo cho con. Mẹ. Ông làm cha là phải lo cho con. Kêu tôi lo ngoài xã hội, ở nhà là phải phụ nữ phải lo. Đừng có nói nhiều chuyện. Mấy cái chuyện con cái rồi bếp núc rồi là đàn ông phải lo. Còn đàn bà phải đi ra ngoài trụ cột kiếm tiền. Đây, bây giờ tôi phải đi kiếm tiền. Trời ơi. Đi ra mà cũng bỏ bộ bài vô. Tôi đây. Trời ơi, từ cái bộ bài này nó mới ra tiền, ông hiểu không? Tôi phải chơi bài rồi nó mới có vận may, rồi cái tiền nó mới vô trong nhà mình. Ông hiểu không? À, ông nói chuyện mà đó. Hai bữa nay ông đi đâu? Ông có về nhà hả? Ha. Mở miệng ra là biết cái người phụ nữ không có quan tâm tới chồng. Ai nói bà tôi đi 2 ngày? Tôi đi tới 3 ngày rồi đó. Bà cứ lo cờ bà không có nhớ gì hết trơn á. Trời ơi, ông đi 3 ngày hả? Vậy chứng tỏ tôi phải đi 4 ngày, tôi mới không biết ông đi 3 ngày. Trời ơi, không có nói chuyện với bà nữa. Tôi cũng không nói chuyện. Kiếm thằng con coi nó giờ này ở đâu rồi. Tự ông đi tìm thằng con, ông đi tìm thằng con ông mà. Hả? Đây, con đâu có trong này không vậy? Tý ơi! Tý! Tý à! Mày có chỗ không mày? Tý ơi! Ông ơi, chủ nợ tới, trời ông ơi, chạy trốn ông ơi! Trời ơi, chủ nợ tới tìm ông ơi! Chạy! Ai mày không vậy? Dạ! Ê, bà ơi! Dạ. Đâu rồi? Chúng thằng Tư Thẹo vậy? Cái càng Tư Thẹo đó quà không? Trời, tôi chết rồi ông ơi! Tư Thẹo, trời ơi, ông nợ nần nó dữ lắm phải không? Tôi cũng nợ nần nữa. Trời ơi, bình đường. Thằng nào vô đập cửa vậy? Dạ, không có. Tụi em lỡ tay, tụi em gõ cửa nhẹ mà không ngờ là cái tiếng cửa nó thành là đập cửa mạnh. Anh Tư Thẹo tha cho em, anh Tư Thẹo ơi. Không phải là Tư Thẹo. Ai ông bà đâu rồi? Dạ, anh Tư Thẹo ơi, anh Tư Thẹo tha cho tụi em đi. Tụi em biết là thiếu nợ anh rồi, từ từ để em đi chơi bài rồi em gỡ từ từ em trả. Chơi bài hả? Hai người trốn kỹ quá hả? Dạ. Khó tìm ghê vậy đó. Dạ. Rồi làm gì nữa anh? Dạ, trời ơi. Đừng bóp cổ em. Dạ, đừng bóp cổ em mà anh. Mẹ hả?
đem lại. Dạ đem, em kéo anh đi nè. Đây ngồi chơi, nhậu chơi. Dạ. 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 Ngồi tự nhiên đi. Trời ơi, thường thường trước khi nó giết này cho ăn nhậu bữa lắm. À vậy hả? Không được, chết rồi. Kéo ngồi không ngồi. Dạ, dạ, ngồi đi bà ơi. Dạ, nói nhiều. Dạ. Ngồi đi ba, ngồi đi. Dạ. 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 Thẳng lên lên coi. Dạ, tôi giờ thẳng không nổi. Tôi xương dạ. Cốt rồi nó tiền nó gần nó rút hết trơn cái tập. Dạ, 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 ông dám ngẩng mặt lên nhìn anh rồi anh giết của em. Anh tha cho tụi em đi anh được. Ai ngồi ngẩng lên nhìn đi. Dạ không dám đâu. Dạ không dám. Nó là dám mà ngẩng ghê này. Quá. Dạ ghê quá em không dám dạ. Không nhìn hồi lóc da hai người đang phơi. Dạ 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 dạ. Dạ, dạ em nhìn liền dạ. Thấy rõ dạ. Dạ. Ê, sao nó giống bằng thằng Tý con mình vậy? Tý con mình á. Tý hả con? Tý hả? Tý ơi. Con làm gì mà mặt con băng keo không vậy? Con bị gì vậy con? Con bị gì vậy con? Hả? Con bị gì vậy? Mặt con bị gì vậy? Con bị té hố bom đâu mà trời ơi mặt kỳ cục vậy con? Con đua xe. Ừ, sao mày đi đua xe chi vậy? Trời đua xe chi vậy mày con? Mày cá độ nữa phải không? Cá độ đâu? Trong trường con dạy bộ môn mới á. Môn gì? Cái môn gì? Này là nó phát triển tư duy đầu óc lắm luôn á ba má. Môn gì? Môn gì? Đánh đề đánh bài. Trời ơi. Trời. Cái con lại đi má dạy nè. Má nói con nghe. Má là má đẻ ra con. Má dạy con một điều là cờ bạc là bác thằng bằng. Con không có được chơi bài nghe chưa. Trời ơi con chơi bài như vậy là đời nó mạt xuống lỗ luôn. Là mạt rẹp là chui trong nhà tranh vách đất vậy mà ở luôn đó. Ủa? Bà dạy nó là bà đang muốn ám chỉ ai vậy? Ừ? À, thì... Ai? Bà chứ ai? Nè, mày đang cầm cái gì đó? Mày đang uống cái gì đó? Bà không biết hả? Cái gì? Trời ơi, dân nhậu này nhậu nửa bùa. Nhìn vô là biết liền rồi. Nè! Trời ơi, mới bị lớn uống rượu luôn kìa. Trời đất ơi, sao mày hư quá vậy? Tại sao mày dám uống rượu chứ? Tao dạy này sao? Không được rượu chè. Rượu chè là một thứ tệ nạn xã hội. Nó sẽ dẫn tới cái gì? Đổ vỡ gia đình, hiểu chưa? À. Trời ơi, ông nói không gì được. Là, ông nói gì là ông nói ai vậy? Ông nói ai vậy? Tôi nói ai kệ tôi. Ba má, con xí cái nha. Gì vậy? Gì? Bây giờ ở nhà tôi đùng vậy nè. À. Mà mình không được vô ở. Mình ở cái chòi bé xíu vậy nè. Mà mắc nợ nữa. Đấy, ba má cãi nhau kiểu đó chủ nợ nghe là sao? Rồi từ từ ba với má kiếm tiền. Gỡ ra rồi xong về chùa căn nhà cho con ở. Mà riêng con á là con không có được làm vậy. Rồi con đi cờ bạc rồi con còn nhậu nhẹt nó trời ở nhà mình mạt nữa. Lo con... học hành chăm chỉ. Lo nha. Học hành tôi giỏi. Nghe chưa? Đúng rồi ba, con học giỏi quá trời luôn á. À. Nên con bị đuổi học luôn rồi. Cái gì? Ủa, cái gì vậy? Hồi nào? Ba má lo quýnh bài nhậu miết có biết con sao đâu. Trời ơi. Tại sao mày bị đuổi học chứ? Không phải. Vấn đề là ba má cả năm nay không có đóng tiền học cho con. Ờ đúng rồi. Trời. Bà, sao bà là mẹ bà không có lo ba cái chuyện đó. Tôi đi làm cả ngày tôi đâu có để ý mấy cái chuyện mà tiền học phí của nó. Ông là cha, ông là cái người đàn ông trụ cột gia đình. Ông có trách nhiệm, ông đi kiếm tiền và ông nuôi con ông. Chứ tại sao bây giờ ông nói tôi? Bà im đi, trụ cột mà đi ra đường làm việc. Tay dài, tôi chỉ có nhiệm vụ là tôi đẻ thôi. Làm sao mà tôi lo được con cho ông? Bà cũng biết người phụ nữ gì? Bà, không có mai chừng rồi. Ông là người đàn ông bất tài. Bà im đi. Ba má đừng có cãi nhau nữa. Nãy giờ con ngủ một giấc là con linh tính của con là thằng chủ nợ nó sắp tới đó. Trời ơi trời, con ơi con đừng nói. Trời ơi mày sao mà nói chuyện xui xẻo không vậy mày? Chuyện xui xẻo quá. Mày đừng có nói chuyện vậy trời ơi con ơi Tý ơi. Cái gì vậy? Đứa nào ta cũng ké hết. Ê, khi giọng sao giống thằng Tư Thẹo bà ơi. Hả? Tư Thẹo. Tư Thẹo tới không? Bây giờ chuột. Quán ba má, còn con sao? Con ở lại, con đứng con lãnh nợ giùm má. Đứng lại. Trễ rồi, chết rồi. Trời ơi, chết rồi ông ơi. Giờ đi đường nào đi ông? Nếu đã biết trước có ngày hôm nay, tại sao các người lại gây nên nghiệp báo? Dạ. Em sao? Vậy nè, ba má em núp ở đây nè. Hả? À, trời ơi, con chỉ chỗ đi chứ. Sao? Hai người còn gì để nói nữa? Dạ em không có lời gì để nói hết trơn á. Anh Tư dạ, à? Dạ em
là em Tư. Tư bỏ qua cho tụi em đi, nợ nần thì từ từ trả. Em không trả được kiếp này, kiếp sau em trả được anh Tư. Bà đến đi. Dạ. Kiếp này bà không trả, kiếp sau tôi chết ai rảnh. Không nói nhiều nữa. Bây giờ nhà cửa của các người, nợ nần của các người, các người tính sao? Dạ. Cái gì vậy? Dạ. Giật dây rụ. Dạ. Chụp một hương trúng hả? Trời ơi, che mặt làm sao thấy? Dạ anh Tư ơi, anh đi bắt tụi em, anh làm ơn anh để cho mặt nó trống trải rồi mình tím được người chứ. Cái bây giờ anh đeo như vậy bịt bùng em cũng thấy mặt anh, sao anh thấy được tụi đi em đi. Anh bắt. Dạ. Biết ta tên gì không? Ta tên Tư Thẹo. Cái hỗn danh đó bước ra đường ai cũng biết hết. Cho nên qua ngày hôm nay ta muốn thay đổi cuộc đời của ta đi, nên ta quyết định ta đi thẩm mỹ viện. Vì là... vậy ta sợ mọi người nhìn thấy khuôn mặt mới của ta. Trời không che lại như vậy. Sao? Biết rồi mày đừng có khều nữa. Tiền bạc sao? Mẹ Tư à. Dạ anh Tư, anh để từ từ em tính. Bây giờ nhà em thì không còn gì để lấy hết trơn. Đúng rồi, không còn cái gì á. Tôi kiếm nãy giờ không thấy có cái gì quý giá hết. Dạ cũng còn cái quý lắm mà. Dạ còn quý giá anh ạ. À. Cái gì? Dạ. Cái gì quý giá? Nói. Còn quý giá lắm, anh lấy được là tốt lắm. Cái em nghĩ là anh nên lấy cái quý giá đó về đi. Đâu? Cái gì chỉ coi, cái gì? Đó anh không thấy sao? Đâu? Đó. Đâu? Đó. Cái gì? Anh dạch cái màn anh mới thấy được, anh đeo cái màn bịt bụng quá sao thấy. Đâu cái gì, cái gì? Đây nè. Đâu? Em nè. À. Anh hút em về đi. Đâu hút? Tôi hút bà này về làm cái gì trời? Bà điên hả bà? Bà để về được hả bà? Ôi ơi, bà này ném gì là cái đồ cũ chứ đồ quý cái gì? Dạ. Thôi được rồi, không sao đâu anh Tư. Sao? Đồ cũ xài đỡ đi anh Tư. Trời ơi. Tư ông nữa hả? Anh nói giỡn thôi. Nói gì mà mình nói gì được hả? Anh nói giỡn thôi. Vợ chồng mà anh... nói gì được hả? Anh sợ quá. Ông đừng có nói cái chữ đồ cũ. Chứ ông gì? Mà nói cái gì cho nó sang chảnh một chút. Nói sao? Đồ cổ. À. Đây nè, hai vợ chồng môn phái cổ mộ im lặng nghe tôi nói. Dạ. Sao nếu tôi... mà hai người không trả tiền cho tôi, thì 1000 đàn em của tôi đứng ngoài kia. Hả? Cái gì? Đàn vô. 1000 đàn em hả? Trời ơi. Tôi 1000 đàn em lận. Trời ơi, đâu vậy? Quái gì? Trời ơi, tôi sợ quá. Ủa anh Tư, anh Tư. Cái gì? Dạ. Ủa trời, ở trong xã mình hình như đếm tổng cộng thì dân số có tới 300 mà. Là 1000 ở đâu dữ vậy? Ba xã nó dồn lại một chỗ. Hả? À. Trời ơi. Bây giờ sao không trả nó càng cho nó đạp hết á, bây giờ trả không? Bà ơi, kiếm cái gì đưa cho anh Tư đi. Trong nhà còn giữ gì không? Nữ trang mà còn gì không? Còn á, trời ông nhắc mới nhớ. Nhà mình còn một viên kim cương đen ông ơi. Hả? Còn một viên kim cương đen của cái thời ông có nội ông để lại. Trời cái đó quý lắm ông ơi. Đâu hả bà? Có mình có kim cương đen. Anh Tư, lúc mà bây giờ anh làm em quýnh quán đó, em sực nhớ ra nhà em có một viên kim cương đen. Đâu? Mà chồng em giữ nha. Chồng em giữ mà đen thui. Cất ở đâu mà sao không biết? Ôi mà ông giữ mà quý lắm mà đen bóng lưỡng luôn. Bóng lưỡng luôn. Mà anh Tư mà cầm cái đó ra bán tao có tiền không anh Tư ơi? Vậy hả? Đâu chỗ nào? Chồng em giữ. Cất ở đâu? Anh đưa cho tôi. Giữ rồi nào? Chồng anh giữ mà. Tôi đâu có giữ đâu. Ra đi. Dạ. Ông giữ. Em không giữ anh Tư ơi. Đưa ra lẹ lên đâu? Đây. Dạ. Ông nói đi, bà quan kia. Dạ. Ông nói ông giấu cái hộp của ông ở đâu, ông móc ra đây cho tôi coi. Nè. Ông lấy cái hộp đưa cho ông đi, ông giữ mà. Tôi làm gì có cái hộp này? Ông có. Không có, Tư ơi. Bà nói có cái hộp đen. Ông có, ông có bà Tư. Có cái hộp đen đâu? Ông có. Có mà. Ở đâu? Nó nằm trên mặt ông ấy nè. Hộp này quý lắm. Bà giỡn mặt cái tôi hả? Cái này gọi là kim cương đen đó. Kim cương đen cái này là một vui. Mà bà con dân gian người ta gọi là con que chó. Trời ơi, bà giỡn kia anh Tư anh giận lên rồi kìa. Không nói nữa. Dạ. Nãy giờ bà nói là tôi nực lắm rồi. Trời ơi, sao anh Tư? Bà tính tôi lột da tôi lại chỗ không? Cái gì vậy? Tôi? Sao anh hiền vậy? Anh giận anh lột da. Gặp em gặp hai cái bà mà giỡn nhây vậy là em quất rồi đó. Đúng rồi. Mày nhắc tao bây giờ phải quất. Trời ơi, tí. Phải quất. Xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ là ba mẹ. Con thợ là con thợ. Coi như là tình nghĩa chấm dứt. Quất đi anh. Trời cái gì vậy? Trời sao mình đẻ con ra mà bây giờ nó phản chủ vậy? Bây giờ sao ơi? Bây giờ con ơi, xin thông báo với ba mẹ được biết, từ giờ trở đi con gia nhập vào băng nhóm Tư Thẹo. Hả? Có nghĩa gì? Đại nghĩa diệt thân. Bây giờ sao? Không trả bao, tôi kêu 1000 anh em. Không cái gì? 1001 anh em. Trời ơi, vô dặm liền. Thêm nữa rồi. Anh em. Trời ơi, trời ơi, tôi đẻ thằng con nó mất tiêu quá. 1001 anh em. À. Bà, nghe tôi nói. Bây giờ vậy,
bây giờ sao không? Mình phải tìm cách để chạy thoát. Chạy thoát. Bây giờ vậy. Tôi ở lại, tôi cản đường đó, bà chạy đi. Thấy chưa? Sao? Chồng tôi. Hả? Sao trong giây phút này tôi mới biết được cái tình yêu của ông thể hiện dành cho tôi. Ông yêu tôi. Tôi sao? Nói ông ở đây ông hy sinh vì tôi, ông chết để mà cho tôi chạy. Trong cảnh này tôi mới biết tình yêu này. Tôi không có chạy đâu. Hả? Tôi không có chạy đâu. Bà chạy đi. Không, tôi sống chết với ông mà tôi không có chạy đâu. Bà không chạy phải không? Sống cùng sống, chết cùng chết mà tôi ở lại đây. Bà đâu? Hứa phải không? Đúng rồi. Thì thôi bà ở lại đi, tôi chạy. Trời ơi. Chạy hả? Sao ông bà tưởng là ông bà chạy khỏi chỗ này được hả? Không còn chỗ nữa chạy. 1000 anh em tôi bu xung quanh như kiến rồi. Thậm chí có con chốt thi nó đứng này nó canh nãy giờ nữa. Ông bà tin tôi lấy rượu tôi phun trái hai ông bà không? Cái gì? Bây giờ chạy không? Anh Tư Tèo ơi, anh cắn rừng cắn cỏ anh xin anh. Này ra. Anh đừng có bắt tụi em mà. Hứa. Hai người phải thề với trời đất hứa như thế nào? Dạ. Dạ. Từ nay dạ con xin hứa. Hứa gì? Con sẽ không có cờ bạc nữa. Con sẽ lo tu tỉnh làm ăn để cho có tiền rồi trả nợ cho anh Tư Thẹo. Anh Tư Thẹo đừng kéo ngàn quân vô dẫm đạp trà đẹp tụi em giống như là voi dày ngựa xéo anh Tư ơi. Còn cha kia nữa. Dạ dạ. Sao? Em cũng vậy. Em hứa em không có nhậu nhẹt nữa, lo làm ăn đàng hoàng để kiếm tiền về trả nợ cho anh Tư. Mấy dạ. Người đơn giản quá. Sao? Thề đi. Hai người thề đi. Dạ, em thề. Thề đi. Dạ, thề. Yeah. Xin thề hay quá. Trời ơi. Tao nóng quá mày ơi. Trời đất ơi, khổ ghê vậy. Nói rồi, sợ ba má mày nhìn thấy mặt tao. Lấy cái đồ quỷ này chùm chi. Che trời luôn rồi. Hai cái thẹo công trình của tao vẽ từ nãy tới giờ. Trời. Mày là thằng tủn đúng không? Đâu có, hai thẹo, hai thẹo. Tư thẹo của con khỉ. Có thẹo đâu. Hai thẹo à, còn hai. Mày lấy cái gì mày quét vô mặt mày quét vậy? Lên mày vẽ mày cho mày là hai thẹo hả? À có thằng Tý, con tao mà. Dạ đúng rồi. Chuyện này là sao? Hả? Bà, không phải là do thằng Tuấn đâu. Dạ. Do con hết á. Tại vì thấy ba má suốt ngày nè, uống rượu, đánh bài, đồ nợ nần chồng chất như vậy á. Con phải làm như vậy nè, cho ba má thề với trời đất là không đụng với mấy thứ đó nữa. Không muốn giúp đâu mà, có gì đâu mà chú. Đây nè, thằng con chí hiếu của chú. Trời ơi, nó thương chú quá trời. Nó mới kêu con qua đè đầu cởi cổ chú con với nó hiểu được cái công chuyện của vợ chồng mình. Mình chơi bài bạc với rượu chè vậy là không được. Tụi nay trở đi ba má sẽ không có chơi bài bạc. Rồi ba không có rượu chè nữa. Con ơi con, sao con xa vô cờ bạc rượu chè chi với ba má? Nhìn cảnh này ba má đau lòng lắm con ơi. Trời ơi ba má, làm gì có rượu chè gì ở đây. Con không có bài bạc luôn. Không có rượu. Ba má nhìn đi, cái này là nước lã. Pha thêm miếng nước đục gì con? Dạ nước gạo đó. Trời đất ơi, làm tôi hết hồn luôn. Hết hồn. Không có bài bạc gì đâu. Cái này á là cái đồ lột bụng cám của tụi con. Bụng cám đó. Trời ơi, tháo này dễ ẹc à. Ây da, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con bị cái gì vậy? Nào mày. Xúc cái một rùi nó giống chú á. Nói vậy là... Thôi nãy giờ nó giỡn mình không ơi. Nó giỡn. Giỡn chơi cho vui. Trời ơi. Vậy mà làm mất hết thì giờ của tao. Thiệt tình luôn á, con á giỡn chơi bậy làm mất thì giờ của má. Thôi giờ con ở nhà, ông ở nhà tôi đi chơi bài cái. Hả? Đúng rồi, ba cũng phải hẹn mấy chiến hữu nó lỡ cái độ nhậu tao hết trơn cái trầu. Cái gì vậy? Ba má? Cái gì? Ba má vừa thề thốt cái gì? Ừ. Ba má mà giỡn kiểu này á hả? Là tất cả những cái này á sau này thành thiệt hết đó. Hả? Ôi vậy thôi bỏ ông ơi. Quý vị khán giả thân mến, những làn điệu dân ca luôn luôn mang đến cho tâm hồn chúng ta một sự trải nghiệm thật đầm thắm và dịu dàng. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Tơ Hồng. Chúng ta sẽ lắng tâm hồn mình lại với hai ca khúc Tơ Hồng và Làm Dâu Miệt Vườn của Nhất Sinh và Trương Quang Tuấn. Đặc biệt với sự thể hiện của ca sĩ Dương Đình Trí, ca sĩ Ngọc Liên với phần phụ họa của Vũ đoàn Phương Việt. Anh đến quê em, nơi đây có dòng sông Cầu. Dù ngày hồi liêm anh đã hứa khi xưa, vượt bao đèo cao, bao suối sâu, nắng mưa, gió sương anh không ngại. Chỉ mong gặp em, người em gái, hát câu dân ca. Người ơi
phải đi tìm. Và hôm nay vào ngày hội liên, gặp lại em vẫn như xưa. Vào hội liên em mặc áo the, chân đi cuốc mộc đội nón quai thao, em bước qua cầu hát câu quan họ chung tình làm đôi, hát câu quan họ chung tình làm đôi. Về với quê anh có dòng sông Hậu và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng, gái trai sánh vai vui thanh bình. Vắng trên bờ kênh dòng ai hát, con sóng sang sông rồi sao xô. Em yêu ơi về quê anh nhé, mùa gió lên con nước vơi đầy. Một con sông ngày đục đêm trong, một lều tranh ta sống trăm năm. Về cùng nhau chia buồn sớt vui, chung tay xây mộng, mộng ước bấy lâu nay thoá mong chờ. Cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Em nè, em thấy tấm lòng của anh không? Ở từ miền Bắc xa xôi đó, anh rước em về lại đây làm người con dâu miền Nam rồi. Thì bây giờ em đã là con dâu của miền Nam rồi, ít nhất á em cũng phải nói vài câu tiếng Nam hay là hát vài bài tiếng Nam để cho tía má anh vui lòng. Chứ tía má anh thương em mà em không biết nói tiếng Nam, tía má anh buồn lắm á. Anh làm khó em rồi. Anh không có làm khó, em ráng đi. Anh nói em làm được mà. Em thôi, biết. Thôi bây giờ em đừng có nói nữa. Bây giờ em, anh nhớ là em nói em biết hát đúng không? Hát một bài cho anh nghe đi, tiếng miền Nam. Anh đừng có chê nha. Anh không chê đâu. Kiều Giang chờ ai để em chớ theo chàng, rằng thiếp theo chàng hướng về đất phương Nam. Đồng xanh mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đồng đen ngựa ô chớ lên đường, nửa câu quan họ thiếp gửi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang đến quê chồng tấm lòng thủy chung. Qua cầu một phen chim sao lại lớn. Người ơi làm dâu miệt vườn, người ơi ngựa ô tơ hồng, họ là họ ơi quan họ theo chồng, quan họ theo chồng tình ta mặn nồng trâu cao quần quýnh như bóng dưới hình đưa nhau dễ dính. Hoa ơi làm dấu miệt vườn, thấy chưa, anh nói em ráng được mà, hát tiếng miền Nam hay quá chừng luôn á. Thôi giờ ráng học nói tiếng Nam đi nha. Lại nói. Nói đi, nói, nói. Em sợ. Không có sợ, nói đi. Dạ. Kiều Giang chờ ai để em chớ theo chàng, rằng thiếp theo chàng hướng về đất phương Nam. Đồng xanh mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đồng đen ngựa ô chưa lên đường, nửa câu quan họ thiếp gửi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang đến quê chồng tấm lòng thủy chung. Người ơi, người ơi
qua cầu một phen chim sao lại lên. Người ơi làm dâu miệt vườn, người ơi ngựa ôn tơ hồng, họ là họ ơi, họ là họ ơi, quan họ theo chồng, quan họ theo chồng, tình ta mặn nồng trâu cao quấn quýt như bóng với hình, đưa nhau dễ dính. Họ ơi làm dấu miệt vườn, họ ơi làm dấu miệt vườn. Wow. Thưa nghệ sĩ Lê Khánh, ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một ca sĩ nổi tiếng. Wow, ca sĩ nào vậy anh? Đó chính là tôi. Ồ. Thưa quý vị, một ca sĩ đang lên sẽ trình bày với quý vị một bài hát rất đang lên, mang tên là Lên. Lên là lên, là lên, lên nóc nhà là lên nóc nhà, lên nóc nhà là bắt con gà. Dạ thôi, dạ thôi, dạ thôi, trời ơi. Dạ sợ ca sĩ đang lên này quá. Sao vậy? Trời ơi, ca sĩ đang lên rồi hát bài lên nóc nhà lỡ té xuống bể ốc rồi sao? Trời trời ơi, xui 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 xui, trời ơi sao anh em mà trù nhau quá vậy Khánh? Dạ, thôi, phỉ phui, phỉ phui, dạ. Phỉ phui, dạ, phỉ phui, rồi, phỉ là, bỏ qua đi. Dạ, dạ, nói lại, đó. Dạ, xin được chào ca sĩ nổi tiếng. Ờ, chào bạn. Thấy ghét quá. Không, nổi tiếng là mình phải như vậy bà. À vậy hả? Ừ. Dạ, dạ, xin thưa ca sĩ nổi tiếng, dạ cho em hỏi một câu à. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, à, ca sĩ nổi tiếng cầm một tờ 500 ngàn đi mua bánh mì mà không ai bán thì sao ạ? À, rất đơn giản. Tôi sẽ đưa cho họ thêm 500 ngàn nữa. Trời ơi, ca sĩ nổi tiếng thông minh quá. Một ổ bánh mì mà 1 triệu cũng mua nữa. Dạ đúng rồi, tại vì câu hỏi bạn vừa hỏi tôi là bỗng dưng mà. Không? Thì bỗng dưng thôi, thường thôi bỏ video xuống đây à. Thường là những cái chuyện bỗng dưng là không bao giờ nó xảy ra. Chứ em nghĩ là điên là mua ở mình 1 triệu. À, đúng rồi ha. Nhắc đến chuyện của anh Toàn thì Lê Khánh mới nhớ tới một tiểu phẩm của chương trình. À, tiểu phẩm gì? Bây giờ Lê Khánh xin mời anh Đình Toàn cũng như là khán giả của chương trình đến với tiểu phẩm Lên của Ngọc Phụng, với phần thể hiện của các nghệ sĩ Anh Vũ, Cát Phượng, Xuân Hương, Ngọc Lan và Đức Tiến. Ê, mày tập tạ, mày làm ơn mày đừng có xì được không? Ba đang suy nghĩ những án thơ, tự nhiên con làm vậy ba phân tâm sao ba làm thơ được? Bởi vì người bên văn, người bên võ không có hòa hợp được, xích ra ngoài kia kìa. Tập làm ơn ém lại em tôi cái giùm cái đi. Bây giờ phải tập cho nhỏ đúng không? Nói nhỏ nhỏ cho chị để mà tôi suy nghĩ thơ tôi ra chứ, để bán kiếm tiền đây nè. À, thằng bạn mới chỉ phương pháp mới, để con tập phương pháp mới nè. Nó nói tập phương pháp này á là có lợi cho những bộ phận từ bên hông xuống hai bắp đùi. Ráng đi con, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Hôm nay trời đẹp quá, ngoài trời xanh màu lá, bắp tay con to quá, ôi con chuột chà bá, tôi muốn là á, ôi bài thơ hay quá. Ôi bài thơ có con chuột trong. Ủa, bà làm tặng cho con hả? Tặng cái đầu mày á. Trời ơi, tao đang làm thơ, tự mình đưa mấy con chuột mày vô làm tao phân tâm tao. Nói bậy nói bạ không à. Bởi vì môn văn, môn võ có hòa hợp với nhau. Thôi, mình tách ra đi. Vậy? Ê, ba hỏi nè, tại sao người ta tập tạ là hai cái tạ nó bằng nhau, mà con bên lớn bên nhỏ làm sao vậy hả? Bởi vậy ba không biết, cái tay này nó nhỏ hơn cái tay bên này thì tập tạ to hơn. À. Còn cái tay bên này to rồi tập cục tạ nhỏ. Trời ơi, tay thông minh chưa? Tay bị miễn hả con? Mà quên nữa, trời mặt mày sáng láng mà tay bị niễn. Đứng qua kia giùm tôi đi, đứng qua kia đi, đứng cho nó an toàn đi ha. Mình văn mình võ cho rõ ràng phân biệt để mà tôi còn suy nghĩ án thơ ra kiếm tiền để bả về bả la bây giờ đó. Giờ cơm đã tới. Cơm tới rồi bay. Quan văn quan võ qua dùng sơn hào hải gì. Nào, mời cả gia đình chúng ta cùng nhau ẩm thực. Mệt quá. Ăn cơm thì nói là ăn cơm, nói chi mấy cái từ cổ vậy. Tôi đâu phải là người thiên cổ. Mỗi lần mà ông nói từ cổ là tôi phải suy nghĩ cái từ đó đó là cái gì, ông có biết không? Tại vì tôi là bên văn, tôi dùng những cái từ ngữ phong phú của văn học.
Cho nên là tôi quen rồi. Xin lỗi bà. Trời ơi, xin lỗi ông à. Xin lỗi ba má à. Tao xin lỗi mày. Mệt lắm nha, nha. Ngày nào cũng phải suy nghĩ nặng óc ra để tính toán chi tiêu trong gia đình như thế nào, để hôm nay mình ăn cái gì cho nó hợp lý, để ngày mai mình còn tiền mà mình ăn tiếp. Chứ đâu có rảnh rang như cha con ông. Không bao giờ mà biết động não suy nghĩ có liềm làm cách nào để đem tiền về lo cho gia đình. Suốt ngày văn thơ học võ. Thì văn thơ thì từ từ rồi mình cũng sẽ có tiền thôi bà. Mình cái nghiệp tôi là cái nghiệp thơ mà. Một cái nghiệp... Ủa đồ ăn nghe kỳ á. Nó cũng như bình thường mà ba. Ủa sao toàn là chất xơ mà không thấy chất đạm vậy? Ôi cũng như mọi hôm mà. Rau muống luộc, rau thơm, và cuối cùng là cà chua cà tím. Má thử coi, con tập tạ mà má cho ăn toàn những thứ này không có protein gì hết. Nè má phân tích khoa học cho con nghe ha. Người ta kêu đói ăn rau, đau uống thuốc. Mà thuốc á, là làm từ cây, từ cỏ. Cho nên chúng ta ăn rau như thế này là rất tốt cho sức khỏe. Đúng, má con nói cũng đúng. Đó. Nhưng mà ngày nào cũng ăn rau đâu có chịu nổi. Nhưng mà phải ráng cho con ơi. Bởi vì sao? Đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Đó là định luật bảo toàn tính mạng đó con. Ba con nói cũng đúng đó con. Ta nói ngày nào cũng vậy, vật giá thì leo thang, cái gì nó cũng lên hết trơn. Mà ông suốt ngày ông cứ ngộn thơ thẩn đi. Tôi hỏi ông, cái thơ của ông nó phọt ra được tiền không? Hả? Chừng nào mà nó phọt ra được tiền thì tôi đâu có nói làm cái gì. Tôi đâu có cãi bà lời nào đâu. Bởi vì sống, tôi sống là để ăn. Còn thằng này là ăn là để sống đây nè. Gì mà ăn là để sống? Để mày tập tạ, mày có hình hài đẹp, mày có cái bá đì nó đẻ. Con chuột mày nó còn là con chuột mày giờ nó bị chai rồi, ăn cái này nó sao nó lên cơ được. Cái đó người ta gọi là bo đì chứ bá đì gì. Thì mày bo đì là bự thì bự, đẹp đẹp là bo đì. Còn mày cái con chuột mày chút xíu gọi là bá đì. Bá đì là cái bự chà bá đó. Không, bá đì là cái bá, là cái bo đì giống như hà bá. Thôi tao bỏ, ăn cơm đi. Mình ơi, ẩm thực chung với chồng nhé. Có điện thoại kìa bà. Tao có điếc. Ăn đi con. Em nghe nè. Khỏe không? Gì? Trời ơi, đang rầu quá à. Vụ gì? Vụ đó chứ còn vụ gì nữa. Thấy chưa? Em đã nói chị là phải mua dự trữ đi mà chị không chịu. Rồi bây giờ làm sao rồi? Ai mà cũng biết đâu. Cứ nghe mấy ông nói là sẽ bình ổn giá cả. Vậy mà... Ôi giờ phải sao bây giờ? Thì bây giờ đưa má vô bệnh viện chứ làm sao? Ê mà nó nghe nè, nghe nói là tiền bệnh viện là đang lên nữa đó. Trời ơi, đừng có nói chữ lên nữa được không? Má đang vậy không lo, nó lên tiền hoài. Rồi thôi em biết rồi, bây giờ chị đưa má vô bệnh viện đi nha, nha. Cố gắng lên nha. Không có được nói chữ lên. Chị cố gắng lên nha. Ừ, rồi vậy nha. Trời ơi, tôi khổ quá mà, rầu hết sức rầu. Chuyện gì vậy hả vợ? Gì má? Mình nói cho nghe coi. Cái gì cũng lên hết. Má tôi bị lên tăng xong. Trời ơi, mà tiếc tiền. Uống thuốc thì cứ nhín lại, bây giờ nhập viện rồi. Má sao rồi chị? Má nhập viện rồi. Trời ơi, nhập viện là tốn tiền, đóng tiền viện phí nữa nè. Trời ơi, sao qua nhà ngõ em này lúc nào cũng nghe cái chữ lên. Em ơi, vật giá bây giờ lên thiệt, cái gì cũng tăng. Nhưng mà mình đừng có căng thẳng quá, em nhìn em đi. Trời ơi, em lo riết rồi nè, nó già hơn tôi. Nè, cái chị nè, thảnh thơi không? Ủa cái gì đến nó sẽ đến. Cứ vô tư đi, cứ thả ra đi, nó sẽ trẻ, hiểu không? Đừng có căng thẳng quá, thôi giờ đóng tiền nhập viện của má nữa nè. Hả? Tiền nữa hả? Tiền. Chị, em nói chị nghe. Em lo chồng, lo con. Chị chưa có gia đình. Thôi không ấy... Này chị bao đi. Đâu có. Ủa mẹ là mẹ chung mà. Mẹ đẻ ra hết mà, mỗi người phải nửa chứ. Thôi giờ dị tình chị em đi. Mình chia đi 6-4 nha. 6-4? Ừ. Chị 6 em 4 hả? À không, là chị nè, chị 4 em 6. Sao kỳ vậy? Em đã căng thẳng rồi, cho căng thẳng luôn đi em nha. Em bây giờ em có 4 em cũng căng thẳng nữa. Em lúc nào cũng căng thẳng về tiền bạc. Cực quá à, già cỏi quá à. Thôi giờ tính đi, mẹ là mẹ chung, phải góp nha không? Thôi chơi à. Ừ. Em khổ lắm chị. Em nói thiệt á, em đâu muốn em già nuôi vậy đâu.
Nhưng mà em hỏi chị chứ, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải nặng óc ra suy nghĩ, tính toán chi tiêu ở trong nhà coi nó là cái gì. Đâu còn thời gian nào nữa đâu mà chăm sóc cho em. Có chồng làm cái gì mà vô dụng quá vậy? Vô tâm lắm chị ơi, chồng con em vô tâm lắm. Tôi có tâm. Tâm sao lo tiếp vợ? Kể từ hôm nay tôi có tâm. Tôi đi bán thơ. Mà tưởng bán thân chứ. Quỷ nó mua tôi hả chị? Bán thơ, kiếm tiền lo cho vợ tôi. Ai mua thơ, tôi bán thơ cho. Em vô phước ghê nha. Chẳng lấy tiền đâu, chỉ tặng chú. Cái gì vậy? Rồi luôn. Trời ơi, ông tặng chứ ông đâu có bán. Quên. Không, ý tôi muốn nói gì nè, là những người nào thân cận lắm tôi mới tặng. Chứ thơ tôi làm ra, cái bài thơ đầu tiên tôi bán giá bình thường. Bài thơ thứ hai bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ ba bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ tư cao hơn nữa. Chị mua tờ thứ tư đi chị. Mua đem về thờ ha. Dạ. Thơ mà bán được bao nhiêu tiền, không biết mua được cái gạo không? Vậy thực tế chút xíu đi, Dượng ơi. Bây giờ làm sao bây giờ? Trời. Con có cách rồi nè. Cách gì vậy con? Mọi người xem đi. Cách này hay đó. Trời ơi, mô hình này lạ quá, vô siêu thị mua đồ phải nghe nhạc. Mô hình này lạ quá. Nhạc hay quá con ơi, nhạc hay quá con ơi. Bà má thấy con giỏi không? Hả? Bà má thấy con giỏi không? Tôi nói làm sao? Trời, bà nó lớn không? Ba thấy con giỏi không? Giỏi, con giỏi em. Nó hả vậy? Ủa nó nghe nè, ba má con bị điếc hồi nào vậy? Cái gì? Bị điếc hả? Hả? Bị điếc hả? Không có điếc. Không điếc. Ôi cho thôi mỏi đi. Ủa sao vậy? Trời sao nghe đảo vậy? Đó. Đảo quá. Thảo lạc. Quên nữa, đeo cái phone này vô nói giọng lớn lắm. Ủa chết cha, vậy là nãy giờ tôi nói lớn như lắm rồi. Tụi bà nói lớn mà không kiểm soát được cái giọng nói của mình. Trời chết. Hay quá à. Ngành hay quá. Ủa con ơi. Dạ. À trước hết chúc mừng con nha. Dạ. Trời ơi, hai vợ chồng giỏi quá, có đứa con tài ghê luôn. Ba má hãnh diện vì con lắm, đúng là cây con cành, cành con trái, trái con hột mà hột xòe. Trời giờ tôi tuổi quá, biết vậy tôi lấy chồng đi. Giờ tôi cũng có con ngang ngửa này rồi. À, con ơi. Dạ. À, hôm nay siêu thị con mới mở. Dạ. Giảm giá hả? Dạ, con giảm giá hết tất cả các mặt hàng ở đây. Trời ơi, dì thích nhất là cái giảm giá đó nha. Giảm giá là dì mua hết. Mua mở hàng cho. Đúng rồi đó chị. Mua ủng hộ. Vậy luôn hả dì? Mua hết luôn, á. Nè, alo. Hả? Hột xoàn giảm giá hả? Qua mua hột xoàn trước nha, quay lại sau. Ủa? Chị. Xíu gì quay lại liền, Chị. Chị em có duyên ha. Nhờ có duyên vậy đến giờ này chưa có chồng đó em. Đó, ơi, nhưng mà ba hãnh diện vì con, mẹ cũng hãnh diện vì con lắm. Con nghĩ ra cái chiêu thức mà mở siêu thị như thế này nè, rồi bán giảm giá nè, rồi mỗi người vô siêu thị mua phải nghe nhạc nè, không đụng hàng nên là siêu thị mình sẽ đông, mình sẽ càng giàu to, mình an hưởng tuổi già. Đúng rồi anh. Bởi vậy bây giờ em đâu có phải mà suy nghĩ về cái chuyện cơm áo gạo tiền mỗi đúng, ngày nữa. Đúng, bà thay đổi hoàn toàn rồi đó. Đẹp tôi hẳn cũng ra rồi. Đúng rồi, đẹp hẳn ra rồi. Tôi cũng không cần phải nghĩ những án thơ con cóc để mà bán thơ bán đồ đúng nữa. Đúng rồi, anh bây giờ nhiệm vụ của mình mỗi ngày chỉ là ăn rồi đi shopping, ăn rồi đi shopping đúng không? Đúng rồi, nhờ con đó. Thì bây giờ mình đi shopping đi. Đúng rồi, hôm nay ba với má cuối tuần nè, ba với má đi mua sắm, mua sắm. Con ở nhà con mua bán cái đất nha. Dạ, con dạ. Hy vọng ở nơi con nhiều lắm đó dạ. Con nha. Bà bán đi vui vẻ nha. Nhớ chiều khách hàng nha con, khách hàng là thượng đế nha. Dạ, con biết rồi. Con mình nó biết mà bà lo cái gì mà biết nữa. Trời ơi, công nhận già mình may mắn thiệt các bà. Xin chào quý khách, welcome cửa hàng của chúng tôi. Dạ, quý khách tới cửa hàng của chúng tôi là một sự lựa chọn sáng suốt trong cái thời buổi tăng giá như hiện nay. Với lại, ở cửa hàng của chúng tôi chỉ có giảm chứ không bao giờ lên. Dạ. Yeah. Mà trước khi mua sắm, thưa quý khách hãy đeo cái headphone này vào. Ủa? Dạ. Yeah. Cái này là cái gì? Headphone đeo chi? Nghe nhạc để không bao giờ để ý tới giá cả của mặt hàng. Trời đất ơi, sao ngộ vậy? Cái này là quy định rồi, không đeo là không bán hàng à. À vậy hả? Ừ, thì thôi đeo vô quá. Dạ mà khó quá. Dạ.
Xong rồi thưa quý khách. Đâu cho coi biểu tính tiền. Cửa hàng của chúng tôi sẽ tới cuối tháng sẽ gửi cái bill về cho quý khách. Trời ơi, vậy rồi tới chuyện đó rồi tôi xài hết rồi, lỡ đưa ra rồi nói giá trên trời sao tôi biết. Bây giờ quý khách tính tiền luôn, bây giờ lấy bill luôn. Đúng rồi. Đây, đây thưa quý khách. Đưa bill coi. Cái gì? Hả? Hả? Cái gì vậy? Nước mắm 30.000 chai. Thì đây 15 ngàn nửa chai thì 30 ngàn đúng một chai gì nữa. Trời ơi, chiếc vậy là quả là sốc rồi. Còn thanh long 8.000 trái, ở đây đề có 2.000. 2.000 là 1/4 trái. Trời ơi, trời ơi, trời giá ơi. Sốc mà. Dưa hấu để 36.000, để đó có 3.000 đồng ký. Đây nè, 3.000 1/4 kg. Trời ơi, sốc thiệt. Trời ơi, còn nước chai để là 15.000 chai. Còn lần đó giảm giá 30 chai nước gì dữ trời. Đây nè, cái chai nước á, giá gốc của nó là 30.000, tôi giảm 50%, thì còn 15.000, đúng còn gì nữa. Trời đất ơi, trời Phật ơi, cái nước này là tôi uống hàng ngày. Một chai tôi mua có 10.000 đồng bạc à, mà bây giờ nó giảm giá vậy mà còn bán 15.000 chai là sao? Rồi mua rồi không có bán thiếu, không trả lại đâu nha, mua rồi đó. Rồi bây giờ tính tiền luôn đi. Trả tiền gì? Còn cái này á. Cái gì nữa? Giải nè, cái giải để 5.000 mở đây tới 50.000 là sao? Ngoại ơi ngoại, con lại ngoại. Ngoại nhìn kỹ đi, 5.100 gram. Trời ơi, tôi sốc thiệt. Tôi sốc thiệt. Tôi sốc thiệt. Tôi sốc thiệt. Rồi quý khách. Go. Trời đi mà không mua được cái gì hết trơn á trời á. Quý khách ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên bà mua sắm xong bà tính tiền cái bà xỉu à. Trời ơi, trời ơi, đỡ người ta vậy. Bác ơi, bác sao vậy? Cái gì vậy con, mua bán sao để khách xỉu trong nhà mình vậy hả? Trong siêu thị đâu có được con. Trời ơi, đâu có biết đâu. Mở ra cho nó thoáng. Ngập thở. Trời ơi, má. Ủa? Má em. Trời ơi, má. Ngoại. Má ơi, má. Trời ơi, con làm gì sao ngoại xỉu vậy con? Con đâu biết đâu. Má sao vậy má? Con mua bán sao vậy hả? Má có sao không má? Ủa, cái gì mà. Má xỉu, má xỉu hả? Ủa mà sao má ở đây? Đúng rồi, sao má ở đây vậy? Thì vậy, tao đương làm bệnh viện. Mà nghe cháu tao nó mở cửa hàng, thôi cũng mừng cho nó. Cho nên đi ra đây coi có nó làm sao. Trời đất ơi, giá sốc, tao sốc thiệt, tao xỉu đó. Trời đất ơi, tôi buôn bán giá niêm yết đàng hoàng mà sốc cái gì hả má? Đàng hoàng cái gì? Mày đọc cho kỹ lại đi. Thanh long 2.000 đồng 1/4 trái. Gì con bác thì con ghi tặng 1/4 trái đi, 1 trái gì 8.000 một trái, sao 1/4 trái 2.000 lần sao hả con? Nó viết vậy cho ta tưởng rẻ. Nè, nước mắm 15.000 nửa chai. Ba má cô gì biết rồi đó. Tại vì thời buổi kinh tế như bây giờ mình phải dụ khách bằng những cái chiêu trò này chứ. Mày cái này dụ kiểu này là không có được, cái này là lương bất lương. Mai là ngoại còn sống á, gặp người khác á là chết rồi thì hậu quả thế nào? Ba tưởng con mở siêu thị này ra để là mà mau chóng làm giàu một cách gì đó, một cách mới mẻ. Ai dè con lường gạt người ta. Con làm vậy á, mọi người vô đây tưởng đâu là giá không lên, nhưng mà ai ngờ đâu là lên tới tột đỉnh con biết không? Trời ơi, vì hãnh diện vì con quá mà bây giờ vì tuột trên cao vì tuột xuống á đó, đẻ con đi. Con phải nghe ba nói vậy nè, đừng làm khổ người ta, đừng lường gạt ai cả, vì khổ đau phải trả lại thiệt cho chính ta. Thơ này hay nè nha. Trong sự nghiệp làm thơ của ông, tôi chỉ thấy ông nói cái này là đúng. Không, cái này cũng phải của tôi làm. Vậy chứ của ai? Tôi mượn của nhà Phật. Trời ơi. Chết rồi con. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cho nên chúng tôi hy vọng là ngày hôm nay quý vị đã cười thật nhiều với chương trình Danh Hài Đất Việt. Có nghĩa là chúng ta đã có cả trăm và hơn cả trăm thang thuốc bổ. Đình Toàn và Lê Khánh xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
được chưa mẹ? Con chờ mẹ một lát. Mẹ ngắm gì vậy? Mẹ muốn ngắm lại cây cầu này. Mà con thấy cái cầu Mỹ Thuận này là mẹ đi cả trăm lần rồi mà, sao mẹ còn ngắm lại nữa? Biết rồi, mặc dầu mẹ đi hát, mẹ đi cả trăm lần, đi qua đi lại biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp mẹ đứng lại đây, mẹ nhìn cho kỹ. Mẹ nhìn cho kỹ để mẹ nhớ về kỷ niệm. À, con nhớ là lúc mà con đi học bên kia đó, thì hình như là có những chuyến phà thôi, phà Mỹ Thuận, chứ không có cái cầu Mỹ Thuận này. Đâu, mẹ kể lại cho con nghe. Đúng rồi, con biết không? Hồi đó đó, cứ mỗi lần đó, từ bên bờ này mà sang bên bờ kia đó phải chờ một tiếng đồng hồ. Rồi cái những chiếc phà đi qua đi lại nè, rồi cái kiểu như tiếng còi rồi khi chiếc phà ngừng lại. Vui vậy đó hả mẹ? Xe chạy lên, rồi ở dưới đó người ta, bà con người ta nè, rau nào, mía ghim nè, rồi ổi nè, rồi bắp nè, rất là vui. Rồi cái vui nhất là con biết gì không? Dạ. Là cứ mỗi lần dừng lại đó, hành khách phải xuống qua phà mà. Dạ đúng rồi. Mẹ xuống, cái ta nhìn mẹ, ta nhìn ta thấy mẹ mà ta không có kêu Lệ Thủy nha, ta nói kia, có Nguyệt kìa, có Nguyệt kìa. Cô Nguyệt là Tuần Tô Ánh Nguyệt. Đó, rồi cái ta nói là nào là có người thì nói kìa Hồ Bảo Xuyên. Là đêm lạnh chùa Quang. Có người kêu mẹ là Xuân Tử. Đó, những kỷ niệm đó, đối với mẹ nó trở thành một cái kỷ niệm, là một miền nhớ không quên. Ý, chợ búa, nàng Dương mới cùng mẹ bán cá ngoài chợ nói chuyện với ta là sao? Thiếp xin lỗi, mà tại vì chàng không nhận ra thiếp, mà người yêu mà không nhận ra nhau thì ta tát cho một cái là cắm đầu xuống đất biết chưa? À, khe cái gì mà khe? La nữa đi, cho tắt tiếng chơi. Chàng ơi, sao hôm nay không khí thiếp sợ quá? Ngày hôm nay là ngày luận kiếm võ lâm ở Bạch Đằng Giang. Hả? À không, Tủ Điền Trang. Thành thử ra ngày hôm nay chúng ta phải tìm được một võ lâm minh chủ có võ công cao cường bậc nhất, nên ta sợ địch nó tới, nó địch mình bại, nên nó phải giả dạng như thế. Ta lo đâu có thừa, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nếu như mà kẻ nào có thể tranh lại cái quyền bá chủ võ lâm với chàng, không ai địch lại ta. Đúng rồi, cho nên nếu như mà nó địch lại chàng thì tát cho mặt nó một cái, nó cắm đầu xuống đất. Đó là vũ khí lợi hại nhất của thiếp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tát nó mà nằm cái đầu nó không cắm xuống đất? Thì cái đầu của thiếp sẽ cắm xuống đất. Chính xác, chúc mừng thiếp. Chàng ơi, hãy cố lên, bởi vì xung quanh ta rất là nhiều cao thủ võ lâm. Nếu như chàng không có thể nào thì ta sẽ tát nó mặt nàng. Chúng ta thật là tỉnh táo. Bây giờ chàng hãy vô đây nghỉ ngơi đi, dưỡng sức đi, để biết đâu rằng có một kẻ nào đó đến đây để chúng ta có thể chiến đấu lại thì sao chứ hả? Ta nghĩ là khi mà mọi người tới đây, nếu như chúng ta đánh không lợi, nàng chỉ cần nói chuyện cho nó nhức đầu là nó đã đủ chết rồi. Yên tâm, hãy để tiếp sát. Chàng nhức đầu à? Thiếp xin lỗi. Chưa gì ta đã thấy là tinh thần ta không bình ổn rồi. Lát nữa nó tới, chưa chắc ta muốn lời nó đâu. Vậy hả? Thiếp xin lỗi. Là do thiếp đó. Thiếp xin lỗi chàng, thiếp xin lỗi chàng. Mà cái đám này cũng ghê gớm thiệt. Sao ghê hả chàng? Hẹn nó mà nó không tới, nó định câu giờ để vợ chồng chúng ta buồn ngủ. Nó tới nó đập vô mặt ta, nó tát vô mặt chúng ta, cắm đầu xuống đất. Nó xài vào dây thun mà. Nó xài vào dây thừng rồi. Quá trễ rồi. Có ai không? Có ai đến để đánh lộn không? Có ai không? Hỡi người ơi. Ta tới rồi đây. Cái gì? Người là ai mà mặt có vẻ sệ quá vậy? Đó là bao chữ kia bán bánh bao. Cấm miệng. Hai thứ mày khùng à. Làm cái gì có chuyện bao chữ bán bánh bao ở đây? Ta tự giới thiệu, ta là ban chủ cái bang Kiều Phong Long. Thì ra ngươi là Kiều Không Long à? Cái gì? Kiều Phong chứ không phải là Kiều Không. Nè, ngươi là Kiều Phong hay là Kiều Phong Long hay là Kiều Phong và Long? Hai ngươi luyện võ mà không luyện văn, giờ cho kỹ và lắng tay cho thật rõ. Kiều Phong Long. Ôi, Phong Ba Bảo Tố vừa táp vô mặt thiếp ướt nhẹp. Ta nói cho người nghe, không phải võ công cao cường là tốt đâu, mà điều quan trọng hết là phải biết vệ sinh răng miệng. Không nên không đánh răng như vậy trước khi ra đường. Đó là vì nội công tôi quá thâm hậu thôi. Không phải, mà do cái bao tử người thúi thôi. Cấm cho người nghe,
Kiều Phong. Ngày trước Hồng Thất Công, ban chủ đời thứ 18 của cái bang, được biết đến như một lão anh hùng hào kiệt, võ công cao cường, chứ không phải là cái loại tài chân hình like Facebook của nhà ngươi. Đừng nói cái gì ha, mày bóng nữa rồi kìa. Ta không phải bóng đâu, đây là môn võ bi kiếp võ công của ta đó. Võ gì mà rắn dữ vậy? Lát ngươi sẽ biết. Đường đường là ban chủ của một cái bang, tại sao ngươi có thể đàn bà đến như vậy được? Đúng chứ. Đó là cái gì? Ta quá luyện khổ cực, cho nên ta đã hơi biến đổi một chút xíu thôi. Cái bang ngươi là bang gì mà sao đàn bà dữ vậy? Ta là ban chủ cái bang. Có nghĩa là gì? Là gì? Là chủ một cái bang toàn giống cái. Hả? Trời đất ơi, thôi chết rồi. Trời ơi. Như vậy là cái bang đã luận bại rồi. Mà bây giờ nó đang trở thành một cái bang của mấy con quỷ cái. Cha chả. Cái gì? Tại sao ngươi đến đây có một mình, còn đệ tử của ngươi đâu? Đối phó với hai ngươi chỉ còn một mình ta là đủ. Quan đệ tử của ta rất là bận rộn, tụi nó phải đi đâu làm ăn. Làm ăn? Cha ơi, đệ tử của hắn làm ăn cái gì vậy chàng? Ăn xin thôi nàng. Ăn xin à? Nói bậy. Giang hồ hành tẩu không có được xúc phạm nghề nghiệp người khác. Ngươi ăn xin, tao nói ăn xin chứ tao có xúc phạm gì ngươi đâu. Không phải là ăn xin. Là... cái ăn không ăn xin thì là gì? Mà là xin ăn. Hả? Ủa, khác nhau hả cha? Ta tát cho một cái cách đầu trời đất. Nó khổn lắm. Tát cái gì mà tát hoài vậy? Nó khác nhau chứ. Chỗ nào? Xin với xin ăn khác nhau chỗ nào? Xin ăn là xin rồi mới ăn. Một cách lịch sự đàng hoàng. Còn ăn xin, ăn rồi mới xin, đó là gọi ăn giật, hiểu chưa? Nè, cái con bóng bất chấp kia, cái gì mà cũng bắt bẻ được. Hồi nãy tao nói ăn xin thì ngươi bắt bẻ, nếu tao nói ăn mày, ngươi có giận ngươi nói mày ăn đi. Sao? Đừng có tức, nọng nó xà xuống. Sao? Ai? Anh gì? Ai? Ai xuất hiện nữa vậy? Cha ơi, cẩn thận, cha ơi! Ai? 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 Mày ho lao hả? Mày ra mày ho thế ghê vậy? Hey. Tôi là ai? Tân Túc Lão Tiên, pháp luật vô biên, sừng tên thiên hạ, cao thủ võ lâm. Tân Túc Lão Tiên, pháp... Ây da! Ây da! Ai cho mày ra mày xả rác, mày điên rồi mày đứng mày phát tờ rơi mày? Hả mày? Mày khùng hả mày? Tôi là đệ tử của Tân Túc Lão Tiên. À, thì ra là đệ tử của Tân Túc Lão Tiên. Đúng vậy. Mày là sinh viên tử túc phải không mày? Hey. Cái gì? Đệ tử của Tân Túc Lão Tiên nè Hoàng. Tân Túc Lão Tiên pháp lực vô biên. Một lát mày lụm nghe mày. Mày sao? Mày tin tao sao? Sao mà lại với tiền vàng bạc hoài vậy hả? Cái thằng này nó đứng như ngã tư hoài nè. Tư phụ của tôi dặn là đi tới đâu gặp đối thủ phải hô hết như vậy, như vậy mới làm cho người ta sợ. Mày sợ à? Mày sợ à? Mày quần chúng mà mày la như giặc vậy đó. Bây giờ quan trọng là cái thằng cha cố nội, cái ông cố nội mà Tử Túc Lão Tiên đâu rồi? Sư phụ của tôi ở đây. Tân Túc Lão Tiên pháp lực vô biên, tương sinh như bà không lại nhớ lắm. Ôi thế còn chạy hoài gì? Ai biết đâu ai? Ông đâu? Ông ở đây. Tân Túc Lão Tiên pháp lực vô biên, tương sinh như bà không lại nhớ lắm. Đâu? Mới thấy con gì chạy hoài? Ai biết như vậy mà con thấy hả? Ông đâu? Sư phụ tôi ở đây. Tân Túc Lão Tiên. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai bắt gì vậy? Được mày. Sư phụ, tao sợ mày nhục. Mày đưa tay bên kia mà tao đứng bên đây tao chạy qua bên góc đó để tao đi ra cho mày đúng tâm lý mày. Tự nhiên mày đổ qua đây. Thôi kệ, tao cũng chạy qua đây. Rồi cuối cùng mày chỉ qua bên kia lại. Khốn nạn. Tại con thấy sư phụ chạy lố chớn quá. Con chưa có phản ứng kịp, con chỉ lại. Ai được nè, ai chuẩn bị vô nè. Đây là thi đấu. Dạ, yeah. Để con lấy lại tinh thần. Tinh tốc lão tiên. Pháp lực vô đi. Rồi chết luôn, chôn luôn, rải luôn, rải cho tiền bạc luôn. Khốn nạn. Tại sao? Tại sao dám cắt hình của má tao rã như vậy? À, cái gì? Không có giấy lấy hình của má tao mà cắt à? Dạ dạ dạ. Trời ơi. Đứng về, dán lại nghe chưa? Dạ 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 dạ. Giấy này mày lấy ở Thu Trang Gia Trang ra phải không mày? Hả? Mày lấy ở Thu Gia Trang ra đúng không? Phải không? Đúng vậy. Thằng này thật là quá đáng. Hình thờ của má tôi trên bàn thờ mà nó lấy xuống nó cắt nó rải chơi vậy đó. Thôi đi. Ta đã nhớ Thu Trang Sư Thái là một người đức cao vọng trọng. Bà ta đã quá cố lâu rồi. Người chết không nên đụng vào. Đúng. Nè, cái thằng được trả lương để la làng kia. Dạ. Cái gã mặc áo xanh lè kia là ai? Đây là Tân Túc Lão Tiên pháp lực chưa biết không lệnh thiên hạ. Tao nghe mày nói. Tao không cần cái đội sao mày. Thằng điên, mày dư hơi quá. Ông có dư hơi đó. Bây giờ để tao hỏi nè. Thì ra là Tân Túc Lão Tiên pháp lực chưa biết
không lên thiên hạ cao thủ võ lâm. Cái chỗ này là tao nói được rồi. Dạ 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 dạ. Nó nhiều cái máy vậy trời, bấm nút là nó nói à. Tin tốt lão tiên. Pháp lực cho bên, cho cô đi nè. Bị lưu. Cái cánh đầu đất nha. Phớ đó mà lây lẹ vậy à. Nghe đây. Tin tốt lão tiên. Pháp lực cho bên, không lên thiên hạ cao thủ võ lâm. Tin tốt lão tiên. Tao lại mày nè, tao lại mày ha. Tao lại mày nha. Nè, ba đường lây qua đường nào mà lẹ dòng cứu nội hả? Đường liệu. Để yên ta nói chuyện với người ta nha, phải có cái sự chào đầu để khi mình giết nó mình biết nó lại nha. Lui lại được không? Nói chuyện với người nào nhìn mặt người đó, đứng nguyên cục thịt ở đây ai mà ngó được. Lui lại đi. Ông đứng sâu lắm mà cái mặt ông bự quá nên mà ông bị dồ ra đó. Lui của tao lui à? Tao lui. Lui cũng bóng. Nào, chúng ta cùng lên. Trời ơi. Lên bóng hơn. Tinh túc lão tiên. Pháp lực. Tao may, ông may sẵn rồi mà cũng còn pháp lực. Tao may rồi đó. Tinh túc lão tiên. Dạo này công việc kinh doanh của nhà ngươi thế nào rồi? Cái gì? Là kinh doanh cái vụ gì? Bán bún mắm đúng không? Cầm cái cây đó là để quất ruồi chứ gì? Hả? Dám sỉ nhục ta. Mấy hôm nay tôi lên núi Võ Đan để luyện tập, chờ tới ngày này xuống đây để trừng trị nhà ngươi đó. Ngươi đừng đùa với công lực của nhà ngươi mà đòi xưng danh Võ Lâm mà. Tôi tát cái cắm đầu đất kìa. Ổn sượng. Được. Nói nhiều làm gì chỉ bằng hành động. Lâu La. Dạ. Đem 4 chung rượu ra đây. Uống xong 4 chung rượu, trong 4 chúng ta chỉ có 3 đứa được về, đứa còn lại phải nằm lại chỗ này. Nè, xàm xí đú vừa thôi. Trước khi tranh đấu võ công mà cũng đợi ngươi nhậu xong nữa hả? Uống rượu vô thì ta mới đủ bản lãnh để đánh lộn. Nói một cái chuyện quan đường như vậy mà nghe được, nàng thấy sao? Hắn rất có lý. Trời đất ơi, nó ngu dễ sợ, nó bán đứng chồng nó luôn. Thôi được rồi, phu nhân ta đã đồng ý. Hả? Đây. Ôi, mày mời giọng mẹ ai mà thèm uống hả mày? Mày mời mày phải mời đàng hoàng lịch sự. Mày mời cái kiểu mà mày nạt cái mặt ta ai thèm uống. Mày mắc cười quá à. Ô cha, nó uống không vừa một ly luôn mới chết chứ. Ừ, ngon lắm. Còn dính cái son ở đây luôn nè. Dạ. Ê. Dạ. Con đàn bà mất nết kia. Coi nó mời rượu uống vậy rồi nó đưa rượu độc rồi làm sao? Thiếp biết chứ, thiếp là người rất thích uống rượu, cho nên thiếp biết trong 4 cái chung rượu đó có một chung rượu độc, cho nên thiếp uống hết tất cả 4 chung và thiếp biết chắc chắn trong đó có một chung rượu là chung rượu giải, cho nên thiếp uống hết cho nó an toàn. Ồ, sai rồi. Vụ gì? Cả 4 chung đều có độc. Thấy chưa, nó không cần tác và cũng cắm đầu đất rồi, thấy chưa? Đừng vậy đi, nó giỡn đó. Giỡn thiệt à? Giỡn. Ta biết là giỡn đó chứ, cho nên ta giả bộ xíu thôi. Giỡn, ta cũng giỡn mà. Đừng nói gì nữa. Chiến đấu đi. Thôi được rồi, hãy xem phi tiêu của ta đây. À, chàng ơi, cẩn thận chàng ơi. Hãy cẩn thận chàng à. Ôi, thật là nguy hiểm. Ê, mày phóng liền đi, mày nhá hoài mày. Từ từ. Lấy. Ba cái cây phi tiêu rẻ rúng này chỉ để được ở hội chợ lô tô thôi. Ngươi phi 8 cây chứ gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sai. Ta phi tới 10 cây lận. Cái gì? Người phi 10 cây tại sao trong tay ta chỉ có 8 phi tiêu? 2 cây còn lại đâu? Trong nách con. Hả? Sư phụ, sao chú quăng vô nách con? Sao phóng đường này mà ra đường đó vậy? Trời ơi, không cao siêu. Nách ta bị tét hay sao ta phóng dày mà cái phi tiêu nó lăn qua đây được? Người có quăng lộn boomerang không? Không biết nữa. Tiếp kêu. Yeah! Ta không phục. Mày không phục, mày cũng phải phục.
của Thi Hồng Mao. Bây giờ đến phiên con Kiều Phong Lâm. Được, các ngươi sẽ biết bí kíp võ công của ta lợi hại như thế nào. Đúng rồi ông chàng ơi, võ công của hắn rất là cao cường, cha hãy đề phòng hắn, hắn chuẩn bị ra tay. Ôi thật là nguy hiểm. Chàng ơi, cẩn thận, võ công của hắn cao cường lắm chàng ơi. Ôi cẩn thận, hắn đã xuất chiêu rồi, sắp xuất chiêu rồi, cẩn thận chàng ơi. Công lực của nhà ngươi thật sự là gì? Show ra đi! Đó là... tuột canxi! Trời ơi! Kiều Phong! Hắn mua quá tuột canxi rồi chàng ơi! Kiều Phong với Tiệt Chiêu Giang Long Thập Bát Trưởng đâu rồi? Chắc Kiều Giang bán cơm tấm chứ Kiều Phong gì được. Thiệt tình làm cho quá rồi, không làm quá gì hết trơn á! Quá múa cho dữ vô! Thôi được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đã bại dưới tay ta. Ta vẫn là quá chủ Võ Lâm! Đơn thôi! Đến phiên ta ra tay đây. Nàng mới nói gì? Chà chà, ta đường đường cũng là cao thủ Võ Lâm, chẳng lẽ ta lại nhường cái chức ban chủ cho ngươi? Sao thật là phi lý. Vợ chồng mà tính lộn với nhau à? Sao lại không chứ, vợ thì vợ, chồng thì chồng, danh chức thì vẫn danh thôi. Nói như vậy đây là family nổi chiến à? Dạ, xem túy quyền của ta đây. Nếu còn không dẫn mà đồ đánh ta, phải xem đây. Ta sẽ giết cái con giang phủ này. Trời ơi, quá đáng mà. Một mình nó không hay xem đây. Người đâu rồi? Ta đây. Ồ, nãy giờ vẫn chưa đâm trúng mà. Dương Tử Quỳnh. Bay. Ta là Dương Ngữ Yên. Đặt cái tên chi cho khó nhớ. Bây giờ nàng đã phản bội ta luôn rồi. Phải. Không niệm tình xưa nghĩa cũ nữa. Tình xưa nghĩa cũ là gì? Ta sẽ tát vô mặt nàng để nàng cắm đầu xuống đất. Xem ai tát ai. Ra tay đi. Chàng là chúa muôn loài, nàng gồng gánh sáng thơ. Trời ơi, đã nhau dở rồi mà còn hát dở nữa. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì đâu? Cái gì đây? Mấy người, mấy anh, mấy chị làm cái gì đây? Chúng ta đang đại chiến Võ Lâm. Ồ, nè, người có phải là Lý Mặt Sầu không? Ba của Lý Mặt Sầu. Lý Mặt Rệp à? Trời ơi, Lý Mặt Rệp à? Cái gì? Ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi có phải là Diệp Tuyệt Sư Thái phái ngươi tới đây không? Ngươi tên gì? Kiều Phong Lâm. Chàng quá, ngày sao dài dữ vậy? Trời ơi, ổn. Xúc phạm. Biết ta là ai không? Đó ai? Là Tử Túc Tiên Sinh. Ồ, vậy à? Cái gì? Tên ta là tên gì ta quên luôn rồi. Ta cũng quên rồi. Tá Túc Tiên Sinh. Mời Tá Túc Tiên Sinh mời các vị vô uống thuốc. Uống thuốc gì? Vậy? Hả? Nghĩ sao? Nói vậy hả? Sao? Tụi ta vậy mà là nghĩ sao mà uống thuốc điên? Ông có bị điên không vậy hả? Chúng ta là những cao thủ Võ Lâm, làm sao mà điên được chứ hả? Ông nghĩ sao vậy hả? Dạ dạ không, dạ không, dạ không. Mấy người tỉnh, mấy người tỉnh. À. Dạ có một mình con điên, dạ có một mình con điên. À. Nói vậy nghe còn được. Vậy thì hãy tính vô hùng với tụi ta đi. Phan, mà đổ đâu ra gì nhiều dữ vậy? Ta đó, một tay ta ăn cắp mang về đó. Người biết không, có một bà trưởng đoàn hát, người đó đến đây thăm con. Và trong thời gian hai mẹ con tâm sự, ta đã lén lút lấy bộ đồ hộ để đây, để về chia tất cả mọi người cùng mặc. Đang làm gì, đang làm gì? Cái gì? Đang đại chiến. Mà chứ Võ Lâm. Ai được rồi, ai được rồi? Chưa được, bất chưa được, được. Chưa có ai được cả. Được là ngươi vô. Rồi rồi, vậy thì về uống thuốc đi rồi trở ra họp tiếp. Uống thuốc gì? Người sao ta đi lên vậy hả? Sao ta đi được chứ? Thuốc an thần. An thần là gì? An thần để ngủ. Ngủ rồi dậy đánh tiếp. Cái gì? Chị cưng. Ngủ cho có sức khỏe. Nè, cái tên kia. Người dụ ta uống thuốc để ngủ để người lấy chiếc võ làm minh chủ. Đúng rồi. Không? Như vậy là nó định làm cho chúng ta ngủ để nó đoạt cửu âm chân kinh. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngươi định tranh bá với chúng ta và ngươi đã ám sát chúng ta để lấy chiếc đó à? Ta... chúng ta phải không?
anh em đâu? Dạ. Hợp lại giết hắn đi. Dạ. Tất cả dừng tay lại, ta sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Cái gì? Kim Tiêm Đại Pháp. À. Sao rồi, trận đấu sao, quyết chiến ra sao, ai làm minh chủ, ai làm võ lâm, nói. Trời ơi, minh chủ võ lâm gì anh ơi, ta nói em không ngờ trong kịch mà quánh lộn dễ sợ luôn á anh Đình Toàn. Không, em đi hội tụ quần hùng võ lâm gì chứ đâu có kịch kiệt gì ở đây. Không có, thật ra là đánh lộn trong kịch, chứ thời buổi này làm gì mà còn có võ lâm để mà chúng ta hội tụ nữa. Xin lỗi khán giả, xin lỗi Đình Toàn nha, hồi nãy Khánh đi gấp quá nên nó ngắn gọn mọi người không hiểu gì hết đúng không. Trời ơi, em coi đánh lộn trong kịch mà em bơ phờ, em mệt mỏi vậy đó hả? Dạ, em quánh mệt lắm anh à. Cho nên bây giờ anh nghĩ là em muốn tiếp tục dẫn chương trình thì cần phải có một tinh thần thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn thoải mái không? Dạ muốn chứ. Muốn vui không? Dạ muốn chứ. Muốn phấn khởi không? Dạ muốn chứ. Mời em hãy xem một nhạc cảnh bảo đảm em sẽ thấy vui tươi thoải mái và phấn khởi liền. Nhạc cảnh gì mà vui tươi phấn khởi thoải mái vậy Đình Toàn ơi, hãy nói liền đi, em gấp rút lắm rồi, em không thể nào chờ đợi được nữa, em không chịu nổi nữa rồi. Im anh mới nói được. Dạ. Dạ mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Đã Không Yêu Thì Thôi với phần trình bày của Nguyên Vũ, Lê Giang và BB Trần. Sao? Em tối thiền, em tối thiền. Biết rồi, dặn hoài, biết quá trời à. Mẹ, mẹ chuẩn bị đâu nữa hả? Mẹ đi sinh nhật con. Trời ơi, sao mẹ đi sinh nhật hoài vậy? Một tháng mà mẹ đi 20 cái sinh nhật luôn á. Trời đất ơi, con sao vậy? Mẹ bạn đông mà, bạn nhiều mà. Có đứa hả, một đứa mà nó làm 12 lần trong một năm đó. Thôi mẹ đừng có giấu con nữa. Mẹ không phải đi sinh nhật gì hết trơn á. Mà mẹ đi với... Với ai? Con theo dõi mẹ hả? Con nên nhớ con là con của mẹ nha. Chứ không phải là con là... Con là tiết của mẹ đâu à. Mẹ nói vậy sao được? Ở nhà có hai mẹ con à, thì con cũng phải có cái quyền khuyên ngăn mẹ chứ. Mà mẹ làm gì con khuyên ngăn mẹ? Con lớn rồi mẹ. Mẹ làm gì á, con biết hết á. Biết hết là sao? Vậy là con theo dõi mẹ hả? Con theo dõi mẹ phải không? Bậy. Dạ. Thôi bỏ đi, bỏ luôn. Bỏ. Ờ, bỏ. Dạ. Nghỉ mẹ. Dạ. Mẹ à, mỗi lần mẹ khóc, mẹ cứ hát cái bài này hoài. Con nghe mà con thuộc luôn á. Con riết rồi, con quá đáng với mẹ quá à. Mẹ lớn rồi, mẹ phải có sự tự do của mẹ chứ con. Con biết. Con không có ngăn cản mẹ yêu. Nhưng mà mẹ cũng phải coi lại chứ. Coi lại cái gì? Từ ngày ba con chết tới bây giờ thì mẹ cũng phải có một cái tình yêu nho nhỏ để mà để mẹ làm niềm vui cho mẹ chứ. Nhưng mà mẹ nghĩ sao? Mẹ quen thằng này. Ủa, chụp hình luôn vậy đó hả? Mẹ à, thằng này nó đáng tuổi con. Nó bằng tuổi con đó mẹ. Trời ơi, trời tức quá à. Bởi vì tôi nói thiệt á, tôi tức lắm mà. Nó theo dõi tôi đó. Nó mới theo dõi mà nó chụp hình luôn thì mới chết luôn á chứ. Mẹ à, mẹ hiểu gì giờ với giới trẻ của tụi con bây giờ. Rồi, nó quen mẹ, nó đâu có yêu thương gì mẹ đâu. Nó chỉ lợi dụng, nó lấy tiền của mẹ thôi. Sao con biết nó không thương mẹ, nó lợi dụng mẹ? Trời đất ơi nè, cái bộ đồ mẹ mặc nè là ảnh mua cho mẹ đó. Cái bóp này nè, cái bóp hiệu này nè, ảnh mua cho mẹ nè. Đồng hồ này, nhẫn nè, tất cả trên người mẹ là ảnh mua cho mẹ hết đó. Ảnh thương mẹ mà. Nó thả con tép, nó bắt con tôm đó mẹ. Nè, con đừng có quá nghe chưa. Nhưng mà chuyện này là chuyện của mẹ. Con không có được ngăn cản mẹ. Con không có ngăn cản mẹ. Nhưng mà mẹ biết đó, con thương mẹ nên con mới khuyên mẹ như vậy thôi. Con thương mẹ cái gì? Không có nói nữa. Mẹ đi đi. Mẹ. Để coi con đúng hay mẹ đúng. Bây giờ này chưa tới nữa. Alo, anh nè cưng. Sao? Ngay bây giờ hả?
Anh xin lỗi nha, bây giờ anh kẹt rồi, mai đi. Nè, ngoan đi, mai anh bù cho nha. Mai. Alo. À, Mai hả? Anh nè. Anh biết mà, anh hiểu. Đâu có ai nhảy mùi như anh đâu đúng không? Ừ, mai mốt nha, anh còn nhiều chiêu lắm, mùi mẫn hơn nữa. Hả? Vậy đi nha. Má, sao vậy má? Hả? Má từ từ, đừng có khóc, đừng có khóc. Sao? Ba bệnh nặng hả? Ba bệnh nặng rồi. Giờ làm sao có tiền đem về liền được? Má từ từ đi nha, để con tìm cách. Từ từ nha má. Anh chết ơi. Chết rồi. Sao anh? Sao? Anh phải về quê gấp đó. Về quê gấp làm cái gì? Cứ ở đây bình tĩnh. Ngồi đây nghe em nói nè, để vài bữa nữa em lấy sổ hồng đi cầm nha. Ủa là sao? Cầm sổ hồng. Em nghe hết rồi hả? Em nghe hết rồi, em buồn quá à. Em lo cho anh đó. Ừ, cầm sổ hồng mà chừng nào mới cầm vậy? 2-3 bữa nữa đi, chứ đâu có cầm liền được. Em nha, em coi thường anh lắm, anh tự xoay sở được mà. Trời ơi, cái số tiền lớn như vậy sao mà xoay sở được anh? Để em lo. Trời ơi, em là dâu mà, phải cho em làm bổn phận của người dâu đi anh. Em phải lo cho má chồng của em chứ anh. Anh, ủa, em nói đâu có gì đâu mà học máu vậy? Em là dâu, đúng rồi, em là dâu, phải lo cho má chồng. Nhưng mà... Anh, để em lo, yên tâm đi, để em lo mà, nha. Em lo mấy ngày? Điện thoại nữa kìa. Alo, Tùng hả? Mày nói sao? Con nhỏ chân dài hả? Bộ nó đẹp lắm hả? Nó chịu chi 100 triệu nếu tao bỏ mẹ Linda hả? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Mày đang nói tao đâu? Tới chỗ tao liền hả? Mày tới cà phê Mây Hồng đi nha. Miễn là tiền thôi chứ. Trời ơi, kỳ quá à. Tiền đô nè, tiền đô. Thôi mà, bỏ đi mà, em lo cho anh được mà. Cưng, xe ra. Cưng vừa không đẹp, vừa không có tiền nữa. Nè, nhìn đi. Trẻ, đẹp, tiền nhiều nữa. Cưng hả? Về chỗ ngồi đi. Trời, anh Vũ, tại sao anh đối xử với tôi như vậy chứ? Hả? Tại sao rồi đó anh nói anh thương tôi mà? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Thương bà hả? Thôi đi má. Má có cái gương không? Má soi cái gương má lại coi. Sao kêu em bằng má? Trời đất ơi, chứ hôm qua anh nói ai em là người yêu bé bỏng của anh sao? Em đem hết tiền để lo cho anh rồi, không lẽ bây giờ anh nói khổ em vậy sao? Phải thương em chứ. Phải rồi, bà bé bỏng lắm, có một khúc mà còn ta dạy ngoan vậy nè. Nên nhớ, tiền, chuyện tình thường đấy nha. À, ngồi hả? Ra đây. Cái gì vậy? Em. Ra đây. Đừng bạo lực, anh không thích chơi bạo lực. Anh thích chơi nhẹ nhàng thôi à. Mày nhìn kỹ đi. Nè, nói cho mày biết, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với tư cách là hai thằng đàn ông. Trời ơi, con trai hả? Dạ, cứu anh nha anh ơi. Dạ, cứu anh nha. Cũ hả? Mày ra đây. Mày ra đây. Mày chạy hả? Mày lừa gạt của tao mà chạy hả? Hả? Mày ra đây. Hey. Ngon quá ha. Ngon quá ha. Bây giờ muốn tao hả? Chạy hả? Chạy hả? Nè, mày lấy tiền đi. Tiền giả đó. Lấy đi. Con xin lỗi mẹ, tại con không muốn mẹ khổ, con không muốn thấy mẹ bị người ta lừa gạt nên con mới làm cách này. Chứ con thương mẹ lắm, con thương mẹ nhiều lắm. Con của tôi. Sa
sao? Lê Khánh coi thấy vui không? Dạ vui rồi nhưng mà... Phấn khởi không? Dạ phấn khởi nhưng mà... Hưng phấn không? Dạ hưng phấn nhưng mà... Thoải mái không? Dạ thoải mái nhưng thiệt mà... Thiệt là vui không? Dạ thiệt là vui nhưng mà... Thế hết sức là thiếu... Em mệt quá rồi nghe. Sao? Vui rồi nhưng mà chưa có vui đụng nắp đó. À bây giờ em muốn đụng nắp phải không? Dạ. Muốn vui tới bến đúng không? Dạ. Bây giờ mời Lê Khánh chờ đi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mặc một bộ đồ xử án mà tôi xử ai bây giờ? Mà xử một cái vụ án thật là kinh khủng khiếp. Một vụ án không hề có thật trên cuộc đời này. Đoán mà xem. Bao mụ nhân thăng đường. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi cái thằng Quý, nó nào mà làm gì Quý làm nó lăn máu tao luôn à. Làm gì vậy? Trời ơi xử án mà sao ngủ hoài vậy? Ông điên hả? Sao điên? Là ông sùm ông sẵn sợ lớn dưới là giữa mà ngủ chết rồi. Trời đất ơi, bao mụ dân tới đây là xử án chứ không phải để ngủ. Được rồi. Hả? À. Bắt chứng gì sao mà ngủ quá trời. Bây giờ sao? Hôm nay xử án vụ gì nè? Tuyên bố đi. Này, ta quyết định xử một vụ án rất là khủng khiếp, rất là dễ sợ, vi phạm đạo đức. Này, nói dài dòng quá à. Trời ơi, lời ta có mấy chữ mà bà nói dài quá à. Vụ án loạn bầu kỳ án. Thôi vậy đi, rồi anh vậy đi. Bao mụ nhân thăng đường xử vụ loạn bầu kỳ án. Vụ là đám cưới đó cha. À, làm gì mà từ quên rồi người ta nói lại đánh cái đào chết luôn. Không vậy đó. Gì đó. Quê Thiên. Quê Thiên là chết rồi đó. Nè, Quê Thiên là chết đó. Quê Tăng. Quê Tăng là đi tu. Vậy chứ Quê gì? Quê Đường. À. Quê Đường. Lương bổng không có nhiều hết á. Mà đổi lời hoài mệt mỏi ghê vậy đó. Có bao nhiêu đó mà học tù học cũng không thể nữa. Bởi khổ tâm á. Làm ơn đi. Giờ giờ sao? Bây giờ kêu vô sửa vụ án lẹ lên đi về tao buồn ngủ nè. Kêu mấy bà bầu vô đúng không? Vô đi. Các thị bầu thăng. 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 Thăng là đi lên trển rồi. Vậy không sao? Được. Các thị bầu vô, vào vô. Phủ rồi, đúng rồi. Cho đòi bầu đánh đá. Trời ơi, nó đánh đá dễ sợ cái mặt nó tía. Cho nó vô đi, cho nó vô đi. Cho đòi bầu điệu đàn. Hay là vô xử án tao đi bắt tao phan cái lỗ đầu hết giờ chịu không nổi à. Không à, nhanh lên đi, chịu hộ khẩu xử án xử tất cả. Nghe đây. Dạ. Hôm nay bao mụ nhân sẽ thăng đường xử vụ loạn bầu kỳ án. Bầu đứa đỡn
không có giỡn. Ta tát một cái cho tởn bây giờ. Khai mau, vì sao có chữa bầu đú đỡn để cho bầu đánh đá nói. Dạ, dạ bẩm bao mụ nhân. Bà nội, bà nhìn kỹ đi, bên này là chuyển hộ khẩu. Bao mụ nhân sau lưng bà kìa. Lộn. Sao nói tôi ba mụ nhân vậy trời. Ngồi chị in một đống đây mà nhìn không ra hả? Nói cho tôi trúng coi. Nói, thấy rồi, dạ bẩm bao mụ nhân. Ừ. Dạ bẩm chuyển hộ khẩu. Chuyển, chẳng phải là chuyển. Dạ bẩm chuyển hộ khẩu. Con nhũ danh Lý Thị Hoàng Hôn. Trời ơi. Vô duyên à. Cái mặt gì mà Hoàng Hôn. Vô duyên à. Kệ tôi, tôi tên gì kệ tôi. Và một hôm trời lạnh tê tái tâm hồn, trong lòng con bỗng thèm hột vịt lộn ở quán chị Tư Chồn. Thế là con ra con ăn hột vịt lộn, con một gặp một chàng trai đẹp hú hồn. Ánh mắt ngu ngơ, ngây ngơ, làm cho con đảo điên tâm hồn. Rồi tự nhiên con ăn hột vịt lộn, thế là con lâm bồn. Trời ơi, trời ơi, ơi, Mỹ trời. Em chị Hoài nè. Em ăn mì trứng, em ăn mì hột vịt lộn mà tự nhiên lâm bồn rửa. Tôi chưa có ăn bà. Chưa ăn trứng nào hết à? Tôi mới ăn nè, cho nên mới lâm bồn nè. Ăn mì trứng. Mới một trứng thôi à. Tại nó ăn 10 trứng nó có bầu 10 lần luôn. Thôi, đây cái chợ hả? Ta cắt lưỡi hết à. Ta cắt rụng lưỡi hết bây giờ à. Nghe chưa? Còn bà nội này nữa, ăn có trứng hột vịt lộn thôi lâm bồn. Rồi dạ. Dễ dãi quá à. Chuyện kiện. Tớ địa em nó vậy á. Chuyện kiện kiện. Dạ. Coi có đúng không kiện? Dạ. Sao con này nó đanh đá mà nó ngu quá vậy trời. Thì bởi vậy. Nó đanh đá gì á. Nó chưa ăn cái hột vịt lộn nào mà nó có bầu rồi đó. Tự nhiên thấy chàng trai lồng lộn cái tự nhiên ăn hột vịt lộn cái lâm bồn. Thôi. Người khác đi. Tại. Con kêu người khác lên đi. Tiếp tục. Bầu điệu đàn. Yeah. Nói. Trong vũ trí phán trò, quán chú bi chán chú, quán chú trí chán trò, ê chú trí trí phú. Thôi, biết tiếng Việt không? Biết. Biết sao nói? Dạ, em muốn thông dịch cho nó vui vậy đó mà. Dạ, cuộc đời của em hả? Buồn lắm bao đại nhân ơi, chuyện là như thế này. Nhìn dây quang đời hồng theo khói mây, kẻ thơ ta từ sông đường thả. Con đã gây ra biết bao đau buồn. Trời ơi, bi giao, ta phải xuống tay giết người chung chăn gối. Ơi hỡi, chuyện. Bi giao ta thương tội cho nè. Bê à. Trời ơi là trời. Gì giống biết thôi à. Nè, ta xử ngày trước nè. Sử chuyển này trước nè. Người ta vô đây người ta khai, nó không hiểu cái đám ôn gì hết trơn á. Mà nó nhào ra, nó hét, nó múa, nó khóc. Được. Giờ sao? Khai đi. Dạ, giờ để em khai. Dạ, em là bầu điệu đàn, nhũ danh là Hàng Thị The, làm nghề giá giỏ xe. Trời. Dưới chân cầu Thị Nghè. Vào một buổi trưa hè, em thèm bánh tráng me, đang hì hục sửa xe. Có một chàng trai trẻ đưa cái bánh tráng mè, em vội vàng ăn nhẹ, thế là chờ ngày đẻ. Trời ơi. Cưng. Trời ơi, cái bà này còn dễ hơn bà nữa đó. Ăn bánh tráng mè mà chờ đẻ luôn cái kia. Đưa cái bánh em ăn xong thế tự nhiên cái em đậu thai luôn à. The là dạ. Nói nghe bây giờ ta khuyên ngươi nha. Dạ. Ngươi coi lại cái đạo đức của ngươi đi nha. Dạ. Thứ nhất, ngươi có bầu mà ngươi điệu quá sanh con ra rất vô duyên. Dạ. Nha. Tốt, rất vô duyên. Đúng rồi. Cái thứ hai, đàn bà con gái mà nó ngu gì mà nó ngu dữ. Nó chỉ có thèm ăn bánh tráng me.
mà người ta cho nó ăn mè đó, mà nó chưa xong rồi trong nó đi đẻ. Dạ đúng có nhiêu đó không mà nó đẻ làm sao em dễ đẻ sao nó ngại quá. Lan Kỳ Nhi mới dụng đàn ông quá mà về đề quá à, mấy bà cũng hay ho gì hơn ta đâu mấy bà. Về chỗ. Dạ về chỗ. Nghĩa hộ khẩu. Dạ. Sở tiếp. Bầu đú đợn. Nói. Dạ. Trời nó có bầu nó lắc kìa. Đú đợn mà. Buồn vào hồn không tên. Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người. Mà yêu thương trót trao nhau cuộc đời. Cuộc đời, đấy. Cuộc đời. Kiều nói chứ không phải Kiều hát. Bà thì trao cuộc đời mày có bầu đấy nè. Ê, giữ hộ khẩu. Đây này nó hát hay lắm. Nó hát hay. Giờ này nó hát giống ca sĩ Long Nhật á. Sao nó hát hay như vậy hay. Em sợ gì mà em hát nửa đêm ngoài phố á. Là bởi vì trong một đêm trời thanh vắng em đi bán chè khoai. Trời ơ. Nên trên con đường phàm vắng gần đây. Bữa đó bán ế quá đi. Em đang bán lai rai. Rành rồi không biết làm gì. Em ngồi gọt khoai. Gọt khoai. Gọt củ khoai. Thì bỗng dưng có một chàng trai. Nói cho nghe nè. Nói cho nghe nè. Mẹ bà chị tôi kể cho nghe nè. Ra đây kể cho nghe nè. Ra đây bà kia đây. Một chàng trai cao 1m82. Trời ơi cao dữ vậy trời. Sao nữa? Trông như là Tây Lai. Trời ơi bà lấy Tây luôn rồi. Không phải Tây, người Việt Nam mà đẹp lắm. Thôi mấy bà nhiều chuyện quá nói lẹ lên. Anh này gọi là này gái. Em mày tức giận em mày nói là dạ không, em không có làm gái. Em chỉ bán chè khoai. Rồi sao nữa? Anh nói là rửa thì cho em một củ khoai để về bán chè khoai. Thế là em thò thai. Trời ơi thò thai kìa là thò thai. Chết cha. Cho cái củ khoai cho bà thò thai. Trời đất ơi. Cho bà có một củ khoai mà tự nhiên bà có thai hả? Ờ ha mà cũng đúng. Ê, trời ơi. Trời ơi bà này bà đơn giản quá. Con củ khoai mà bà có thai rồi trời. Kém. Dạ. Hai chị em mình giống nhau đó. Nè Chuyển ơi. Dạ. Ta đăng đường cái kiểu này làm ta hoang mang lắm. Hồi nãy giờ á, ta thấy á, nó kỳ cục lắm. Mấy cái con mẹ có chữa này không có cái bà nào mà cảm thấy mà coi như nó có hợp lý đó. Mai là bả bi ai đó mà cái bụng bầu của bả đó nó ngập mặt nó đụng tới cái lỗ mũi luôn á. Mà chỉ có một củ khoai thôi mà là có bầu. Đàn bà con gái gì đâu mà dễ có bầu. Dễ quá. Dễ quá, chắc con này khó nè. Nhìn con này là thấy nó khó tại nó đẹp nè. Ui. Mau kêu cái khai coi. Bầu điên đảo. Nói. Trời cái bụng nó chắc xanh ba quá. Tao qua đi khai. Hả? Thăm thẩm mày. Thăm thẩm mày. Mày đi lấy. Mày đi lấy. Mày đi đâu mà đi lấy? Cầm đi đều nó ngờ lẹo. Nó ngờ lẹo. Khuôn chuối lửa. Tí sập lại. Mú đẹp khuôn đỏ. Mú đẹp khuôn đỏ. Ủa sao cái hình ảnh này thấy quen quá. Hình ảnh này giống như là cái cô Thái Lan mà cô chửi cái thằng bánh bà giết chó đó. Ờ. Đúng không? Phải không? Bưng dược leo, bưng dược leo mà cứ leo, bánh chân nữa. Pin bọt, bị chẹt cứ rẽ, sạch mũ lưỡi. Cái gì vậy? Nói. Sạch mũ lưỡi, sạch mũ cùi, sạch mũ kệ. Nước hoa lệ. Ủa gì nước hoa lệ? Nước hoa. Nghe cái hiệu thôi là không xài được. Không xài được rồi. Từ để em dịch cho nghe. Nó đi máy bay, nó bị delay và nó bị thằng kia gài bậy thì là nó có bầu. Trời ơi. Phải không? Sai rồi má. Trời ơi. Mệt ghê vậy đó. Không có. Con có thai là tại vì con gặp ảnh. Xong rồi con chào. Chào sao? Sawadee khai. Rồi con có thai. Trời đất ơi. Trời ơi bà nội này bà còn dễ hơn ai thấy nè.
chỉ chào người ta thôi mà có thai kìa. Mà hỏi là đây đây, tao nói thiệt nha, nãy giờ á tao là bao mụ nhân, tao xử án mà tao không có gọi với cái sự im lặng được á, nó nhao lên. Nè tao hỏi nè, lại đây hỏi nè. Sao quay đi khai, lõn cờ lẹo. Thôi đi, ta không có bị bắt lẹo, nghĩa không có. Mày dịch đi, không có hiểu gì trơn. Hồi nãy giờ nó cứ gạch xẹo, rồi lẹo, rồi mẹo, rồi gì nó chửi lên hết trơn hết trọi nè. Rồi tao hỏi nè, bây giờ thôi thì tao hỏi nè. Rồi bây giờ tao nói một câu thôi, tao nói một lần một thôi. Ngươi có biết tiếng Việt không? Ha? Nếu như á mà ngươi không biết tiếng Việt á, mà ngươi người Thái á, thì ta sẽ chuyển qua là bao mụ nhân Thái để xử nha. Chứ ở đây Việt Nam ta không có xử được. Lộn cà lẹo cà phụn cà. Nó lẹo nữa kìa. Là nói chung là con biết tiếng Việt đó. Biết tiếng Việt thì khai tiếng Việt đi, mệt mỏi quá. Thì nãy giờ con khai rồi đó, con gặp chồng con là con chào. Qua đi khai là con có thai đó. Rồi được rồi, dạ. Thôi được rồi. Tất cả các bà bầu đều dễ dãi như nhau. Dạ. Bẩm bao nguyên nhân, các lời khai đã rõ ràng. Bây giờ tiếp theo là cái gì? Đúng, không có lửa làm sao có khói. Dạ đúng rồi đó. Cái này là phải có khói. Lửa nó mới bùng lên. Trái nhà. Trái nhà bà nội. Trời ơi, cái gì bà nội? Thì đó, khói nói xíu lâu cái sao mà. Lửa khói là trái đó. Lửa, ta nói thôi chứ đâu ai chăm chốt nữa mà đừng mày bày trái. Con bầu điên đảo là đúng không? Lửa quá. Bầu điên quá, lửa lắng quá. Vậy đâu biết đâu, đâu biết. Lửa lắng hèn chứ còn bầu thì phải. Thôi được rồi. Đâu phải đi khai. Thấy chưa, thấy bầu nữa, giờ khai hoài. Hồi nín đây cho ta nói nè. Trời ơi trời, tao đâu có nhiều thời gian đâu. Tao muốn ở đây chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. 300 ngàn một tiếng đó, hiểu chưa? Trời. Hai bộ đồ này là 420 lần mà một đó nghe. Cộng lại 700 mấy đó mà xử không xong á thì thôi đó. Chuyển hộ khẩu. Cho truyền khối vô đây. Dạ. Cho đòi trai lương. Đuối gì? Sao không chịu ngắt sớm thì đuối quá. Vô nhảy như ngựa vậy nè. Ủa, quỳ xuống. Ủa, mắc mớ quỳ. Quỳ xuống không? Hả? Quỳ xuống không mày? Xuống đây. Ủa, tại sao phải quỳ? Có tội quỳ xuống. Ủa, tôi tội gì? Tội gây ra tất cả các cái bầu này, đúng không? Đúng rồi. Có phải đây là đúng người đã gây cho các bà có bầu hay không? Đúng rồi đó, ăn hùm vịt lộn nè. Thấy chưa, người ta ăn hùm vịt lộn nè ha. Ta lâm bồn nè, thấy ăn chưa? Ăn khoai nè, ăn củ khoai nè. Củ khoai cái có thai nè, thấy bánh chưa? Bánh tráng mè, chờ đẻ nè. Xe ba đi khai, có thai luôn nè. Thấy chưa, nói khai. Khoai, bình tĩnh. Khai. Cái gì cũng phải bình tĩnh, đúng không? Bây giờ muốn khai đúng không? Nói nghe nè, khi mà ra xử án phải có luật sư bào chữa, mà bây giờ không có luật sư, tôi tự bào chữa. Rồi tự bào chữa đi, được chưa? Quá trời quá đất mà. Trời ơi, ý đẹp á, đi làm cho người ta có bầu. Quá trời bầu mà bầu cá rừng luôn à. Quá mà ông không muốn có bầu không? Có bầu được là tôi mà có được là tôi có lâu rồi. Đừng nói quá mà. Giờ được nói chưa? Nói đi. Cô bộ quan ức lắm hay sao mà giống bầu lên mà kêu quan. Trời đất, quan lắm chứ bộ. Tôi nói cho mấy người biết nha, cái gì á thì cũng phải có sự hợp tác cả hai, đúng không? Nếu mấy người không có mấy người, không có tôi thì đương nhiên không có bầu, đúng không? Đúng rồi. Mà nếu mà một mình tôi không có mấy người thì tôi cũng đâu có bầu. Đúng rồi. Đúng không?
Mà bây giờ nếu mà có mấy người mà không có tôi cũng không có bầu. Được rồi. Sao em không hiểu gì trời? Không hiểu gì trời. Trời ơi, tôi nhắc lại nha, mướn cái chỗ này có 2 tiếng thôi mà nãy giờ 1 tiếng mấy rồi đó. Bình tĩnh. Lố giờ là tính thêm tiền đó mấy bà nội ông nội. Nghe nè, đây 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 đây, xin giới thiệu. Dạ. À, cô bầu gì? Bầu đanh đá. Bầu đanh đá. Cái hôm bữa tôi mời cô ăn hột vịt lộn. Đúng rồi. Cái cô mời tôi lại ăn bánh căn nè. Ừ. Cái cô ngồi cô tâm sự là vợ chồng cô mới ly hôn. Ừ. Đúng không? Dạ. Rồi xong cái tâm trạng cô đang bồn chồn. Đúng rồi. Cô mới rủ tôi về Gia Môn. Phải rồi. Rồi sao nữa? Cô rủ tôi về Gia Môn ăn hộp vịt lộn cho nên lâm bồn nè. Trời ơi. Tôi còn la gì nữa? Thì đúng rồi. Đi đi nè, cái này là của cái này. Rồi, rồi còn bà này. Đó, còn bà này nè. Bà bán chè khoai. Đúng không? Mà bà được cái bà thích nhai. Mà nhai chay. Đó, nhai cho hương sắc tàn khoai. Nến, nến. Trai đẹp như vậy mà không nhai. Bộ điên hả? Đó. Đẹp trai. Thì về cưới nhau đi, về cưới nhau. Bỏ mấy người này đi, 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 đi. Bình tĩnh đi. Tôi không biết. Tôi đâu biết bà nhai, bà thích nhai chay đâu. Cái tự nhiên không cái tôi vô ăn chè khoai. Cái bà đè tôi xuống, bà xếp thai. Thế là bà có thai. Trời ơi, thấy chưa? Quá trời quá đất. Như là tội lỗi của em à. Rồi còn cái bà điệu đàn này nè. Em. Đó, thấy bà điệu đàn ghê không? Dạ. Đó, hôm bữa tôi bị hư xe. Dạ đúng. Ở cầu Thị Nghè. Dạ đúng. Ghé chỗ giá xe. Dạ. Thế là bà ra bà giá xe. Dạ đúng rồi. Tự nhiên không, bà khóc. Ê, ê. Dạ. Bà đòi ăn bánh tráng mè. Đúng rồi. Cái tôi nói là tôi có bánh tráng mè. Dạ. Ăn đỡ đi nghe. Dạ. Cái bà ăn xong bà cười be he. Đó xong rồi tự nhiên không mà bà không lấy tiền xe. Dạ. Cái bà rủ tôi vô cái chỗ vắng que. Bà thế là bà đè. Vậy là sắp đẻ. Đó. Con trời ơi, con ơi. Cái con thì ra với bà nội này. Tảng đẹp quá chứ bộ. Cứ lăn loạn. Lăn đi. Đi. Cái bánh trắng mè thôi à. Đây đây đây. Giao thông trong ta là sao con quỷ. Thôi mày kìa. Rồi đây 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 còn cô mày này. Hay lắm. Cô này là dễ sợ nhất. Tự nhiên sao qua đi khè. Qua sao qua đi cái thai chứ. Nè, nói là phải nói cho rõ ràng nghe chưa. Sao qua đi khai. Đó, nói có là... thai. Đó. Tự gì đâu mà người mắng thấy sợ mới đụng cái là có thai. Anh ơi. Anh ơi anh. Hãy về với mẹ con nghe em. Bố xíu cổ mẹ. Bố xíu cổ mẹ. Có bầu mà còn muốn cột hả? Hả? Tự nhiên không hả? Hỏi nè tự nhiên không cái tự nhiên không đó. Cứ cà. Thôi cà, đi. Thôi đi. Đừng cà tôi. Giọng rồi. Đừng. Hết giờ rồi. Xà xà. Quỳ xuống. Chuyện hộ khẩu. Dạ. Mọi chuyện đã rõ ràng. Dạ. Không còn gì tranh cãi. Dạ. Mau mau bắt tội phạm này quỳ xuống để mà chịu tội. Trời ơi. Trời, khoan khoan đi. Đã nói rồi mà. Tại vì do mấy cổ lẳng lơ ngã ngớ cho nên bây giờ mấy cổ mới cái bụng trình hình vậy đó. Ra đi, ra đi. Ai biểu đẹp trai chi. Ra đi. Mấy bà cũng im hết đi. Ha. Ông dễ sợ lắm ha. Ông có vợ rồi ha, mà tòm tèm, ông đi tới đâu ông rải con tới đó hả? Đúng rồi. Sống không có văn minh. Đúng. Bây giờ là một chồng, một vợ, không sợ si đa. Đúng. Ha? Mà ông đi ông rải đều từ Sài Gòn đến Chợ Lớn vậy đó hả? Đúng rồi. Ha? Cầu nào ông cũng rải cái bầu hết trơn trời á. Đúng rồi. Trai lớn. Ông quỳ xuống, ông quỳ xuống. Quỳ xuống. Ông quỳ xuống, ông đừng có nói là ông không có tội nha. Đúng. Ông đừng có phủ nhận là ông không làm ra mấy cái bầu này nha. Không, tôi có tội. Nhưng mà tội của tôi là tội dễ dãi, hiểu không? Trời ơi. Nghe ta luận tội đây. Này, ta muốn 470.000 bộ đồ, 320.000 một giờ để món cái đình này luận tội tên trai tơ mà rất là lẳng lơ, vô cùng ăn nói lơ mơ, không chịu nhận tội. Người đã có vợ rồi mà còn gieo rắc con rơi con rắc khắp nơi, không biết già trẻ bé lớn, nhỏ vợ đó không tha. Tội ngươi rất là nặng, không thể nào dung thứ được. Như chuyện hộ cậu đã nói, một vợ một chồng là có đạo đức, có chính 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 gì
gì, chính gì? Chính gì có chính... đạo đức, có chính nghĩa. Chính nghĩa? Có sự chung thủy. Trời ơi, mà không học thuộc lời gì hết trơn, trời mệt ghê. Ta tức quá mà. Cái kịch bản ta viết vậy thì học đi. Không, giờ mà còn kịch bản gì trơn á. Bây giờ á, bây giờ đời thực á, nó ra rành rành như vậy nè. Sống là vô dân, vô nghĩa, bất nghĩa là không chung thủy với vợ con nè. Này, tội này ta không dung thứ. Cậu đâu đâu? Quỳ xuống xin đi mấy chị. Xin cái gì bà xin? Tha cho ông xã. Mấy em ơi, đừng có xin tội cho nó. Chị cả nè mấy em. Sao mà nói vợ chết rồi, anh nói là vợ chết rồi mà. Thì nó đi khắp nơi, nó nói là vợ chết thì nó mới cua được gái chứ. Còn mấy bà ngu cũng vừa đó mà. Ê, tên kia, ra đây. Bữa nay ta có cơ hội xử ngươi rồi ha. Tôi đã nói với ông hồi đó rồi ha. Tôi nói hồi đó lấy tôi đi là không có chuyện nào hết ha. Mà không chịu bây giờ tôi cắt. Ôi vui quá anh Toàn ơi, vui dễ sợ vui luôn á. Như vậy là mai mốt mà em muốn vui á là em sẽ gặp anh đi được vui phải không? Ủa gặp anh chi? Gặp anh để vui đụng nóc, đứt dây thuyền luôn. Không, em phải gặp chương trình Danh Hài Đất Việt, hiểu không? Chứ gặp anh chi? Nhưng mà Lê Khánh với quý vị có công nhận với Đình Toàn là cho dù ở lứa tuổi nào, cho dù là trai hay gái, là già hay trẻ, thì chúng ta đều có tình yêu và rất có thể bị lừa dối trong tình yêu. Đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.